Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 95. Vậy giới khéo léo ánh mắt, đột nhiên lại tập trung đến Diệp Thần thân lên, xuống một khắc, Diệp Thần quanh thân ánh sáng trắng cùng nhau, lại cũng theo duẫn mính, cùng chung tiến vào vậy trắng động bên trong. Mọi người thấy vậy, sắc mặt cũng không khỏi đổi được cổ quái. Diệp Thần, kết quả là cái gì yêu nghiệt? Không chỉ có thực lực mạnh được khủng bố, lại, vẫn còn ở quỷ dị này dưới tình huống, bị chọn vì người thừa kế. Tựa như, lên trời cũng chiếu cố trước hắn vậy. Cho dù là những thứ này nhất lưu thế lực đệ tử, vậy cũng không khỏi, có chút hâm mộ dậy Diệp Thần tới. Nhưng là Diệp Thần bối rối. Hắn không phải để cho giới linh không muốn chọn mình sao? Đây cũng là vì sao? Diệp Thần bất đắc dĩ nói, cũng được, tiếp nhận truyền thừa lúc đó, ta chủ động buông tha, để cho duẫn mính tiếp nhận là được. Rất nhanh, hai người liền xuyên qua màu trắng kia quang động, trước mắt sáng lên sau đó, đi tới một tòa tế đàn bên trong. Tế đàn này nơi trung tâm, có một tòa thạch đài trước, có một cái bồ đoàn, thông qua giới linh truyền tới thần hồn tin tức, bọn họ biết, chỉ cần ngồi lên cái này bồ đoàn, liền có thể bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Mà thạch đài trước mặt, còn để một chuôi màu đen trường kiếm, thân kiếm mặc dù loang lổ đổ nát không chịu nổi, nhưng là, hắn toàn thân nhưng tản ra vô cùng là thương cổ hơi thở, Diệp Thần chân mày khều một cái này màu đen trường kiếm, không bình thường. Diệp Thần đối với Duẫn Mính nói, chúng ta, trước tế bái một phen đi. Duẫn Mính gật đầu một cái, hai người hướng về phía thạch đài chỗ ở vị trí, cung kính bái bái. Sau khi đứng dậy, Duẫn Mính đột nhiên đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, cái này truyền thừa, người đi tiếp thu đi. Lấy người tư chất, tuyệt đối so với ta hơn nữa thích hợp. Bây giờ, Duẫn Mính đã đối với Diệp Thần thật lòng khâm phục, ở Diệp Thần là nàng, chặn lại Lâm Tuyệt Long nhất kích lúc đó, ở Diệp Thần ngay trước Lâm Tuyệt Long công kích dưới, gần như bỏ mình lúc đó, Duẫn Mính, cũng đã rõ ràng, Diệp Thần đáng đi theo. Nàng thậm chí, liền mình sinh mạng. Đều có thể giao cho Diệp Thần, chính là một cái truyền thừa, lại coi là cái gì chứ? Diệp Thần sững sốt một chút, không nghĩ tới Duẫn Mính sẽ nói như vậy, bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái, mỉm cười nói, không cần, cái này truyền thừa, đối với ta chỗ dùng không lớn, người mau đi tiếp thu truyền thừa đi, giới linh ban đầu lựa chọn cũng là ngươi, không phải sao? Duẫn Mính nghe vậy, cũng là ngẩn ngơ, mắt đẹp lại là bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, nàng cho rằng, Diệp Thần, là vì để cho mình đạt được truyền thừa, mới nói như vậy, mặc dù giới linh ban đầu lựa chọn là nàng, nhưng là, lúc này tiến vào cái này truyền thừa chi địa, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, truyền thừa thạch đài, hơn nữa khát vọng là Diệp Thần, mà không phải là nàng. Còn như Diệp Thần nói, truyền thừa đối với hắn không dùng, Duẫn Mính chuyện đương nhiên đem coi là mượn cớ, dẫu sao, cho dù là tinh khiếu cường giả, thậm chí tinh khiếu trên tồn tại, cũng không dám nói. Một phần như vậy truyền thừa, đối với mình không dùng. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong lộ ra vẻ lo lắng, hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết rồi, một phần truyền thừa coi là cái gì. Hơn nữa, đây không phải là phổ thông truyền thừa, cho dù là siêu nhất lưu thiên tài, vậy sẽ vì phần này truyền thừa, tranh bể đầu chứ. Nếu không phải chúng ta và Cơ Huyền bọn họ có giao tình, bọn họ lại là trọng thương, nói không chừng, cũng phải ra tay tranh đoạt. Ngươi lại, nói phần này truyền thừa, đối với ngươi không dùng. Ngươi có phải hay không không biết, phần này truyền thừa ý vị như thế nào? Lấy được nó, bằng ngươi tư chất, hơn nữa trăm năm tu luyện, tuyệt đối có thể trở thành linh võ đại lục chí cường một trong. Diệp Thần thờ ơ nhún vai một cái nói, ngươi nếu không phải muốn tiếp nhận, vậy không chấp nhận chính là... Còn như ta, dù sao cũng sẽ không tiếp nhận. Hắn ánh mắt đột nhiên chuyển đến chuôi này màu đen trên trường kiếm, đối với Duẫn Mính cười nói. Nếu như ngươi cảm thấy áy náy, cầm thanh trường kiếm này cho ta liền tốt, máu ta ma kiếm có chút phết rách, còn chưa tu bổ, thời gian ngắn vừa vặn cần một món vũ khí, cái này trường kiếm phẩm cấp cực cao, mặc dù ta thực lực bây giờ không nhất định có thể điều khiển, nhưng ta mơ hồ cảm thấy, cái này trường kiếm, và ta vô cùng là phù hợp. Huyết ma kiếm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là bởi vì năm tháng trôi qua đã xuống cấp là thời không chi binh. Bây giờ lại xuất hiện vết rách. Diệp Thần thật thiếu thiếu một cái tiện tay binh khí.
Duẫn Mính còn muốn nói gì, nàng cảm thấy, như vậy đối với Diệp Thần, quá không công bình, một thanh trường kiếm, quả thật giá trị không rẻ, nhưng là cùng truyền thừa so sánh, lại lộ vẻ được có chút vì bất túc đạo. Lấy được phần này truyền thừa, tương lai, muốn vũ khí gì, không có được. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không cùng Duẫn Mính nói chuyện, liền trực tiếp đem thanh trường kiếm kia cầm vào tay, ở Diệp Thần chạm được chuôi kiếm nháy mắt, vậy loang lổ đổ nát trường kiếm, lại ngay tức thì phát ra một tiếng thanh minh, phảng phất ở biểu đạt vui sướng vậy. Một khắc sau, một đạo chói mắt sắc bén, từ trên thân kiếm dòng nước chảy qua, nguyên bản loang lổ dấu vết, lại ngay tức thì biến mất, lộ ra vô cùng là sắc bén thân kiếm. Diệp Thần mắt lộ ra vui mừng, không nhịn được khen một tiếng nói, kiếm tốt. Hắn đột nhiên vừa quay người, đối với Duẫn Mính nói, tốt lắm, ta muốn bắt đầu tế luyện cái này thanh trường kiếm, tiếp nhận truyền thừa là có thời gian hạn chế, thời gian đến một cái, chúng ta cũng sẽ tự động bị truyền tống ra nơi này, ngươi nếu như chẳng ngờ cái này truyền thừa không lãng phí, cũng nhanh chút bắt đầu tiếp nhận đi. Dứt lời, cũng không để ý Duẫn Mính, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu tế luyện trường kiếm. Duẫn Mính trầm mặc, mắt to cảm kích nhìn Diệp Thần hình bóng, đột nhiên, nàng ánh mắt nhanh tránh, có chút vặn nặn địa đối trước Diệp Thần nói, nếu như, người đáp ứng ta một cái yêu cầu mà nói, ta liền ngoan ngoãn tiếp nhận truyền thừa. Diệp Thần nghe vậy, có chút hiếu kỳ quay đầu lại nói, yêu cầu gì? Duẫn Mính thõng xuống ánh mắt, tựa hồ không dám cùng Diệp Thần đối mặt, thần thái có chút vặn nặn, chậm chạp không chịu nói nói. Diệp Thần thấy vậy, cố ý cười trêu nói, ngươi không nói, ta có thể muốn bắt đầu tế luyện vật này. Duẫn Mính nghe vậy, vội vàng nói ta hy vọng ngươi không nên kêu ta Duẫn Mính. À, Diệp Thần mặt lộ vẻ nụ cười nhìn nàng, không gọi ngươi Duẫn Mính, gọi ngươi là gì? Kêu ta, Duẫn Mính tựa hồ có chút thẹn thùng khiếp dáng vẻ, do dự chốc lát, rốt cuộc lấy dũng khí nói, kêu ta Mính Nhi. Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ. Nhìn Duẫn Mính vậy thẹn thùng hình dáng, vẫn là gật một cái nói, biết, Mính Nhi. Duẫn Mính nghe vậy, xem lấy được tưởng thưởng bé gái vậy, hết sức phấn khởi ừ một tiếng, liền hướng thạch đài đi tới. Rốt cuộc, thiếu nữ ngồi vào thạch đài trước trên bồ đoàn, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Mà ở Duẫn Mính ngồi lên thạch đài trong nháy mắt, thạch đài bên trong, liền bộc phát ra một cổ tuyệt mạnh hơi thở, bao phủ Duẫn Mính quanh thân, Duẫn Mính hơi thở. Dần dần và cái này tuyệt cường khí tức dung hợp với nhau, bắt đầu dần dần tăng cường đứng lên. Diệp Thần nhìn Duẫn Mính, cười chúm chím gật đầu một cái, liền bắt đầu tế luyện dậy chuôi này màu đen trường kiếm. Linh lực một tràn vào trường kiếm bên trong, Diệp Thần liền lập tức cảm giác được, cái này trường kiếm lại hàm chứa một đạo linh tính. Đây là một chuôi, có mạnh mẽ kiếm linh thần khí. Cái này trường kiếm ẩn chứa kiếm linh, đối với Diệp Thần mà nói. Hiển nhiên, là một niềm vui ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, đẳng cấp càng cao pháp bảo, điều khiển, đối với linh lực và thần niệm tiêu hao, liền sẽ tăng lớn rất nhiều, một khi sử dụng vượt qua mình cảnh giới quá nhiều pháp bảo, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào tự nhiên nắm trong tay. Mà đây khí linh, hiển nhiên, rất thích Diệp Thần. Rất nhanh, Diệp Thần trên mặt, lại lộ ra vẻ vui mừng, thông qua cùng khí linh câu thông, Diệp Thần biết được. Cái này thanh trường kiếm, tên là thú hủ kiếm. Thích hợp nhất những cái kia có yêu thú, máu linh thú mạch võ giả sử dụng, chính là bởi vì Diệp Thần trong cơ thể chân linh máu tươi cực mạnh, mới sẽ đối với thú hủ kiếm kiếm linh, có như vậy sức hấp dẫn mãnh liệt. Có chuôi này thú hủ kiếm, Diệp Thần thực lực, còn có thể lần nữa tăng lên. Hơn nữa, có thú hủ kiếm phụ trợ, Diệp Thần cảm giác, không lâu sau nữa, mình có thể liền có thể mượn thú hủ kiếm. Thử nghiệm thi triển, chân chính bất hủ kiếm ý. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi, có chút mong đợi. Hắn nhìn Duẫn Mính một mắt, không khỏi được ánh mắt chớp mắt, Duẫn Mính lúc này tu vi, lại thẳng tắp leo lên. Hơn nữa, truyền thừa còn không có muốn kết thúc dáng vẻ. Tiếp theo cái này truyền thừa lực, Duẫn Mính tu vi, không biết sẽ tăng lên đến hạng tầng thứ. Bất quá, gặp Duẫn Mính thừa kế truyền thừa. Không có gì đáng ngại sau đó, Diệp Thần liền thu hồi ánh mắt, khai vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Hai người hơi thở, chỉ như vậy, từ từ tăng cường. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Diệp Thần và Duẫn Mính đồng thời mở hai mắt ra, lúc này, trên thạch đài,
đã lại nữa tản mát ra bất kỳ khí tức gì, Duẫn Minh hoàn toàn thừa kế ma linh tử truyền thừa. Duẫn Minh lần nữa mở hai mắt ra, vậy đôi nguyên bản đẹp bên trong, mang một tia rất dã man mắt to, lúc này, nhưng mang một loại siêu nhiên vật ngoại, bất nhiễm phàm trần lãnh đạm hơi thở, cả người, cũng đều tản mát ra không ăn nhân gian khói hỏa nhất vậy khí chất. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, Duẫn Minh tu vi, mặc dù không có bước vào tinh khiếu cảnh, nhưng là đã ép tới gần tinh khiếu cảnh. Chỉ cần một bước là được. Phải biết, càng về sau, đột phá càng khó. Biết bao khủng bố. Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng, hiển nhiên, Duẫn Minh tăng lên không chỉ là tu vi lên, còn có tinh thần, thu hoạch không thể nói không lớn. Duẫn Minh có thể lấy được thu hoạch lớn như vậy, Diệp Thần, tự nhiên vậy vui vẻ. Nếu như là hắn tiếp nhận, bởi vì luân hồi huyết mạch tính đặc thù, sợ rằng tác dụng không lớn. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn Duẫn Minh, mỉm cười nói, Minh Nhi, chúc mừng ngươi. Duẫn Minh sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nuốt trở vào, chỉ gật đầu một cái, ừ. Ta sẽ nhớ giờ khắc này. Diệp Thần, ngươi muốn xem ta bộ mặt thật sao? Diệp Thần ngưng mắt nhìn Duẫn Minh mặt nạ, không có tỏ thái độ. Nhưng mà, Duẫn Minh nhưng cầm mặt nạ trực tiếp tháo xuống. Hai hàng lông mày thon dài thêm hoàn mỹ, hai tròng mắt như lưu tô vậy rung động. Rất mũi cao đẹp dưới có tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Môi mong mỏng, khóe miệng nhỏ hướng lên cong, mang chút sầu bi nụ cười. Toàn bộ gương mặt tỉ mỉ tươi đẹp, như vậy thoát tục, thật là không mang theo một tia một chút nào nhân gian lửa khói vị. Còn chưa cùng Diệp Thần tỉnh hồn lại, Duẫn Minh liền đeo lên mặt nạ. Ta còn có chuyện phải xử lý. Rời đi một lát, không nên tìm ta, cũng không muốn theo dõi ta. Duẫn Minh giọng có chút gấp rút. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, hiển nhiên, Duẫn Minh có chút xấu hổ. Dẫu sao, mặt nàng cho lần đầu tiên bị người thấy được. Còn như cái này cái gọi là chuyện là mượn cớ vẫn là khác, liền không trọng yếu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, cái này bé gái cũng như này giá trị nhan sắc, vì sao còn phải mang mặt nạ. Dứt lời. Hắn bước một cái, vượt qua màu trắng kia quang động, quay trở về trên đỉnh núi. Mà Diệp Thần sau khi rời đi, màu trắng kia quang động, vậy hoàn toàn khép lại, biến mất không gặp. Diệp Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, chỉ gặp Cơ Huyền, Hình Tử Đường các người đều ở đây, bọn họ một bên chữa thương, một bên là Diệp Thần bọn họ tiếp nhận truyền thừa hộ pháp, lúc này, còn không có rời đi. Chỉ là, duy chỉ có không thấy, là Duẫn Minh. Diệp Thần đối với Cơ Huyền hỏi, Duẫn Minh, đi rồi chưa? Cơ Huyền gật đầu một cái, chúng ta vốn muốn hỏi nàng cái gì, không nghĩ tới nàng căn bản không phản ứng chúng ta, hốt hoảng rời đi. Giống như đang sợ cái gì? Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, cười một tiếng, sợ rằng đối phương sợ là mình đi. Đúng rồi, Diệp Huynh, tiếp theo dự định như thế nào? Cơ Huyền hỏi, dẫu sao ma linh tử truyền thừa đã kết thúc? Nhưng Thăng Long thi đấu còn chưa kết thúc, bí cảnh thời gian vậy còn chưa tới. Diệp Thần trầm tư chốc lát, nói ta tím phù đủ, dự định xung quanh xem. Hắn lấy được Lâm Tuyệt Long chiếm đoạt nhiều cường giả như vậy tím phù. Đủ để ngạo thị quần hùng. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là xác định cái này trong bí cảnh có hay không tồn tại luân hồi huyền bia. Nếu như không ở bên trong, vậy tất nhiên ở bên ngoài. Cơ Huyền suy tính chốc lát. Mở miệng nói, cũng đúng, lấy Diệp Huynh tím phủ, tất thắng. Đột nhiên, Cơ Huyền phát hiện cái gì? Diệp Thần tu vi, làm sao biến thành hợp đạo cảnh tầng 2 ngày? Lúc này mới mấy ngày? Nửa bước hợp đạo vượt qua hợp đạo nhất tầng thiên, còn có thể hiểu. Kết quả Diệp Thần trực tiếp tầng 2 thiên. Chẳng lẽ mấy ngày trước dị tượng là Diệp Thần dẫn động? Nghĩ tới đây, Cơ Huyền rất nhanh lắc đầu một cái. Dị tượng kia hẳn là tinh khiếu cường giả dẫn động, không quá có thể là Diệp Thần. Nếu không liền quá yêu nghiệt, quá quỷ dị. Hình Tử Đường cũng là phát hiện cái gì, trực tiếp hướng về phía Diệp Thần, lẩm bẩm nói, Diệp Thần, ngươi sẽ không là một cái thông thiên lão quái giả trang chứ? Ngươi tốc độ tu luyện này, vẫn là người sao? Diệp Thần cười nhạt, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng xa xa đi. Hơn nữa mở thần thức. Tìm kiếm toàn bộ bí cảnh. Chỉ là luân hồi huyền bia. Liên tiếp mấy ngày,
Diệp Thần tìm khắp toàn bộ bí cảnh, nhưng là cũng không có cảm giác được luân hồi huyền bia. Theo lý mà nói, huyết mạch của mình đến gần luân hồi huyền bia, liền sẽ dị động. Nhưng mà, trong bí cảnh căn bản không có. Xem ra chỉ có thể ở bên ngoài. Rốt cuộc, Thăng Long thi đấu, sắp kết thúc. Tất cả còn ở lại bí cảnh bên trong người dự thi, ngay tức thì, bị một đạo sáng chói màu tím ánh sáng rực rỡ bọc, một khắc sau, ánh sáng tím chớp mắt, liền từ bí cảnh bên trong, hoàn toàn biến mất. Ánh sáng tím chớp mắt, mọi người lần nữa quay trở về cái đó cử hành Thăng Long thi đấu đảo nhỏ, Diệp Thần hướng chung quanh vừa thấy, nguyên bản dự thi 10.000 tên thiên tài, bây giờ, tại chỗ liền 10% cũng chưa tới. Mà những người này bên trong, cũng chỉ có 49 người có thể thành công lên cấp. Nguyên bản chủ trì Thăng Long thi đấu trợ giúp mọi người tiến hành truyền tống tên kia thanh niên anh Tuấn xuất hiện. Hắn gương mặt trắng bệch liền mấy phần. Hắn thậm chí hối hận tới nơi này. Giá quá lớn. Hắn nhìn tại chỗ một đám thiên tài, vẫn là tuyên bố, đang tiến hành Thăng Long thi đấu, chính thức kết thúc, mời các vị hơi làm nghỉ ngơi, sau này, chúng ta liền sẽ công bố kết quả. Ngay tại hắn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người túi đựng đồ bên trong tử ngọc lệnh phù, cũng tự động bay ra, hóa thành từng đạo ánh sáng tím, hội tụ đến thanh niên anh Tuấn trong tay. Mà Thương Dạ nhưng là ở nơi này kẻ hở tìm được Diệp Thần, lo lắng nói, Diệp Thần, Duẫn Mính đâu? Diệp Thần ngẩn ra, hơi biến sắc mặt, Duẫn Mính chưa ra. Theo lý mà nói, tất cả còn sống cường giả cũng hẳn bị truyền đưa ra. Vì sao không gặp Duẫn Mính? Hắn nhìn một cái chung quanh, cũng không có phát hiện Duẫn Mính bóng người. Thương Dạ trong lòng lộp bộp một chút, lấy ra một khối ngọc bài, phía trên có Duẫn Mính tên chữ. Ngay vừa mới rồi, Duẫn Mính khối ngọc này bài lóe lên hồng quang. Không đúng. Ta tìm khắp toàn bộ hòn đảo, cũng không có phát hiện Duẫn Mính bóng người. Giống như, hoàn toàn biến mất vậy. Canh cổ quái là, Duẫn Mính hẳn là còn sống, vì sao sẽ không có bất kỳ tung tích? Không đúng. Giờ khắc này, Diệp Thần rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng truyền thừa sau hình ảnh, tựa hồ Duẫn Mính quả thật có cái gì không đúng. Ma linh tử truyền thừa hẳn không có vấn đề, hắn tra xét. Như vậy bây giờ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Duẫn Mính nếu như vậy vội vàng rời đi. Nhất định là có ở khâu trung gian xảy ra vấn đề. Ngay tại lúc này, trước tên kia thanh niên anh Tuấn, lần nữa mở miệng nói, tốt lắm, bây giờ, chúng ta sắp công bố, 49 tên người thắng trận. Giữ thứ tự, từ người thứ 49 bắt đầu công bố, mời bị niệm đến tên chữ các phái thiên tài, leo lên cái này thần hỏa thang. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo toàn thân đỏ chót, giống như đỏ thẫm thủy tinh giống vậy lóa mắt thang dài, xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà thang dài cuối, là một nơi, có từ cao xuống thấp, 49 cái vị trí lộng lẫy đài cao. Cái này thần hỏa thang, cùng với kể cả đài cao, tản ra, lại là thần khí hơi thở. Hơn nữa, hơi thở mạnh được không tưởng tượng nổi, lại vẫn là một kiện cao cấp thần khí. Thấy một màn này, trong thung lũng những thiên tài, không khỏi, phát ra một hồi kêu lên. Thanh niên anh Tuấn, nhìn mọi người biểu hiện, hài lòng gật đầu một cái, mở ra trong tay chụp cuốn, bắt đầu tuyên bố, người thứ 49, Vạn Huyền Tông, Lưu Sinh Minh. Tiếng nói vừa dứt, một người bạch diện thanh niên, liền ngẩng đầu ưỡn ngực vượt qua đám người ra, trong mắt, tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kiêu ngạo. Mà nhìn Lưu Sinh Minh đi về phía vậy thần hỏa thang mọi người, thì lộ ra vô cùng là thần sắc hâm mộ. Rất nhanh, Lưu Sinh Minh liền bước lên thần hỏa thang. Vừa đi đến vậy thần hỏa thang trên, Lưu Sinh Minh, liền sắc mặt biến đổi, rất nhanh, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cái này thần hỏa thang, lại có rèn luyện thân thể công hiệu. Thanh niên anh Tuấn, thấy vậy giải thích, thần hỏa thang, có thể rèn luyện lần đầu tiên leo lên người thân xác, mà hạng càng cao, nơi leo lên sàn vị trí càng cao, rèn luyện hiệu quả càng tốt. Mọi người nghe vậy, nhìn vậy thần hỏa thang, thật là muốn chảy ra nước miếng. Bọn họ ghen tị đến tột đỉnh à. Cái này vừa mới bắt đầu, liền đưa ra một phần đại lễ à. Tay này bút, thật là quá khoát khí, quá dọa người. Không ít người, đã âm thầm hạ quyết tâm, cho dù nguy hiểm đi nữa, sang năm, vậy nhất định phải lần nữa tham gia Thăng Long thi đấu, tranh thủ tiến vào nơi đó.
Mà theo thanh niên anh Tuấn đọc lên mỗi một cái tên, càng ngày càng nhiều người dự thi, cũng leo lên đài cao, bao gồm Long Huyền, Cơ Huyền, Hình Tử Đường, Thiên Linh, Xích Hà các người. Rốt cuộc, thanh niên anh Tuấn, đọc xong liền 48 cái tên chữ. Liền còn dư lại, lần này tham gia Thăng Long thi đấu, lấy được đầu khôi tên kia thiên tài, còn không có niệm. Thanh niên anh Tuấn tận lực dừng lại một chút, mà lòng của mọi người, vậy dần dần xách lên. Bọn họ cũng muốn biết, cái này cái thiên tài trong thiên tài, rốt cuộc là ai? Thanh niên anh Tuấn thấy vậy cười một tiếng, lớn tiếng nói, lần này Thăng Long thi đấu hạng nhất người đoạt giải, là tới từ Huyền Nguyệt Tông thiên tài, Diệp Thần. Đây là, một tên thanh niên, từ đám người bên trong đi tới, tất cả mọi người, đều không khỏi được, là hắn nhường đường. Diệp Thần sắc mặt sửng dưng, không buồn không vui, không nhìn ra kiêu ngạo, cũng không nhìn ra hưng phấn. Cứ như vậy sửng dưng đi lên đài cao, vượt qua một đám thiên tài, đi tới vậy đài cao chóp đỉnh. Yên tĩnh, trên đảo mọi người, cũng im lặng nhìn người thanh niên này. Bọn họ cảm thấy bất ngờ. Để cho bọn họ bất ngờ, chính là Diệp Thần tu vi. Diệp Thần, lại liền tạo hóa cảnh, cũng không có đạt tới. Người như vậy, thế nào lại là hạng nhất đâu? Rất nhiều tu vi vượt qua Diệp Thần võ giả, đều cảm thấy bất mãn, cảm thấy bất công cùng không cam lòng. Nhưng là, lúc này, nhưng không ai dám giễu cợt Diệp Thần, bởi vì, giễu cợt Diệp Thần, tương đương với giễu cợt những cái kia hạng so Diệp Thần thấp hơn người dự thi. Diệp Thần mắt nhìn xuống những người này, đối với bọn họ ý nghĩ trong lòng, liền như lòng bàn tay, nhưng là, hắn không quan tâm. Bởi vì những người này và hắn, không phải một tầng thứ tồn tại. Trong đầu hắn vẫn là suy nghĩ duẫn mính rời đi nguyên nhân. Vậy anh Tuấn nam tử ngược lại là mặt không khác sắc, khẽ mỉm cười nói, tốt lắm, lần này Thăng Long thi đấu, đến chỗ này chính thức kết thúc, bây giờ cái này 49 vị hợp cách người, chúc mừng các ngươi, có tiến vào linh võ đại lục vô số thiên tài địa phương mơ tưởng cầu mong. Các ngươi có thần hỏa học viện tư cách, bây giờ, đứng ở trên đài cao không nên động, chúng ta sẽ trực tiếp, đưa các ngươi đi thần hỏa học viện. Liền tại tất cả người, cũng cảm thấy, lần này Thăng Long thi đấu, cuối cùng kết thúc, chuẩn bị mỗi người rời đi lúc đó, trên đài cao kia, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Đợi một chút, cùng. Hiện tại tất cả hợp cách người, cũng không kịp chờ đợi đi thần hỏa học viện, lại có người muốn cùng. Để cho thần hỏa học viện cùng. Thật là to gan. Mà người nói chuyện, chính là trước đây, tất cả mọi người có chút không phục cái đó thi đấu thứ nhất, Huyền Nguyệt Tông, Diệp Thần. Mọi người ngẩn ngơ sau đó, đều là lộ ra khó chịu diễn cảm, vốn là, bọn họ liền cảm thấy, Diệp Thần cái này thứ nhất, lượng nước quá lớn. Bây giờ, cái này tràn đầy lượng nước thứ nhất, lại vẫn muốn đợi một chút. Lớn như vậy phô trương. Người thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo, là rất dễ dàng, để cho người khó chịu. Bất quá, Diệp Thần, tự nhiên sẽ không quản những người này có thoải mái hay không, hắn bây giờ không thể đi thần hỏa học viện. Nếu lập tức phải bị truyền đưa qua, hắn dĩ nhiên muốn cho bọn họ đợi một chút. Tên kia thanh niên anh Tuấn cũng là sững sờ, nhưng là thấy nói chuyện chính là Diệp Thần sau đó, vẫn là mặt lộ vẻ tươi cười, đối với Diệp Thần hỏi. Thế nào, nhưng mà còn có chuyện gì, không có xử lý xong sao? Cái này thanh niên anh Tuấn, tên là Lâu Vân, hắn mặc dù nhìn như trẻ tuổi, ở thần hỏa học viện nhậm chức thời gian, nhưng cũng không ngắn. Hắn rất rõ ràng mỗi một cái Thăng Long thi đấu đệ nhất cường giả, nhìn như, bất luận hơn quỷ dị, hơn nhỏ yếu, trên thực tế, đều có cực mạnh thực lực. Nếu như đổi thành những người khác để cho hắn chờ một chút, hắn có thể thì phải trực tiếp mở miệng dày, thần hỏa học viện, là ngươi có thể để cho chờ sao? Bất quá, nếu là Diệp Thần, ngược lại là có thể mở một mặt lưới. Nhưng mà, mọi người thấy Lâu Vân đối với Diệp Thần thái độ, nhưng là không nhịn được. Bắt đầu bàn luận sôi nổi, cái này thần hỏa học viện chuyện gì xảy ra? Đối với một cái lượng nước lớn như vậy thứ nhất, thái độ tốt như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có vài người thậm chí bắt đầu kêu lên nói, thần hỏa học viện, giáo huấn tên tiểu tử này một chút. Lâu Vân thấy vậy, không khỏi hơi cau mày. Diệp Thần nhưng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, không sai, ta quả thật có chút chuyện không xử lý xong. Lâu Vân nói, có thể phó thác ngươi sư trưởng,
trước là ngươi xử lý, hoặc là, ta có thể cho ngươi 2 giờ, để cho ngươi giải quyết. Lâu Vân lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lớn kinh. 2 giờ. Cái này thần hỏa học viện, lại nguyện ý, là Diệp Thần hơn cùng 2 giờ. Đây là bao lớn mặt mũi à? Thần hỏa học viện, lại như vậy coi trọng Diệp Thần. Bây giờ, không chỉ là trên đảo những cái kia người dự thi, liền nối thành công bị thần hỏa học viện trúng tuyển một ít ngày mới, cũng mặt lộ liền rung động vẻ. Đồng thời, không ít người, nhìn Diệp Thần ánh mắt, đều lộ ra nồng nặc ghen tị. Bọn họ cũng ở trong lòng gầm thét, dựa vào cái gì một cái vận may cũng không có phế vật, có thể được thần hỏa học viện như vậy đối đãi, nhưng mà mình, nhưng liền nhận cũng không làm được. Trên đảo tiếng huyên náo, vậy càng ngày càng lớn. Nhưng mà, liền tại tất cả người lấy là, Diệp Thần sẽ tiếp nhận thần hỏa học viện nhượng bộ sau đó, hắn nhưng lắc đầu một cái, nhìn về phía Lâu Vân nói, ta có một vấn đề, cái này Thăng Long thi đấu bí cảnh. Trừ đào thải người và chúng ta người lên cấp trở ra, hay không còn có người thần bí biến mất. Lâu Vân ngẩn ra, gật đầu một cái, đây cũng là ta từng nghi ngờ địa phương, quả thật có mấy người. Kia mấy người, Diệp Thần hỏi tới. Lâu Vân có chút không để ý tới rõ ràng Diệp Thần, dẫu sao vô cớ biến mất rất bình thường, đi kỳ vậy sẽ không hỏi tới. Bất quá xen vào Diệp Thần làm là thứ nhất nói lên vấn đề, hắn vẫn là nói, Huyền Nguyệt Tông, Duẫn Minh. Hồn Điện, Lâm Tuyệt Long, Linh Tiên Đế Cung, Hạ Nhược Tuyết. Quả nhiên, xem ra cái này Thăng Long thi đấu còn có vấn đề. Không chỉ Duẫn Minh một người, Lâm Tuyệt Long cũng đã biến mất. Nhưng mà một giây kế tiếp, Diệp Thần trong mắt trợn to. Hắn nghe cái gì? Linh Tiên Đế Cung Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết làm sao cũng tới. Hơn nữa và Duẫn Minh như nhau ở nơi này bí cảnh thần bí mất tích. Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác được cái này Thăng Long thi đấu không có như thế đơn giản. Thậm chí từ nơi này thần hỏa học viện Lâu Vân diễn cảm tới xem, bọn họ vậy mộng ở trống bên trong. Cái này Thăng Long thi đấu, coi như là linh võ đại lục thịnh thế một trong. Nhưng cũng không quá chỉ tới một số linh võ đại lục nhất lưu thế lực và thế lực cao cấp. Quỷ dị hơn là, Diệp Thần toàn bộ thi đấu chỉ bất quá gặp được một số nhất lưu thế lực. Những cái kia thế lực cao cấp đệ tử, lại đều biến mất. Hạ Nhược Tuyết sau lưng Linh Tiên Đế Cung, thực lực rất mạnh. Nếu như Hạ Nhược Tuyết biết mình tham gia thi đấu tất nhiên sẽ đến tìm mình. Hắn ở Thăng Long thi đấu gây ra động tĩnh không nhỏ, Hạ Nhược Tuyết không thể nào không phát hiện được mình. Vậy tại sao Hạ Nhược Tuyết chậm chạp không có xuất hiện? Linh Vận không có tư cách bước vào bí cảnh, theo lý mà nói không thể nào trói buộc Hạ Nhược Tuyết. Kết hợp trước mắt rất nhiều chuyện, Diệp Thần tựa như rõ ràng liền cái gì. Ngự thú linh thần ở tiêu tán trước nói cho hắn, nơi đây vùng lân cận có một khối luân hồi huyền bia. Có thể để cho thế lực lớn như vậy xuẩn xuẩn dục động, sợ rằng cũng chỉ có khối này luân hồi huyền bia. Bây giờ, hắn phải làm rõ ràng đám người này đi nơi nào. Không chỉ vì Hạ Nhược Tuyết và Minh Nhi, còn vì khối kia hắn phải lấy được luân hồi huyền bia. Lâu Vân thanh âm không ngừng vang lên, Diệp Thần lại nghe được mấy người quen. Tư Không Phi Tinh. Đã từng Diệp Thần đụng phải người này lời nói hy vọng ở thăng tiên thi đấu gặp nhau, nhưng mà, đối phương cũng không có xuất hiện. Hạ Nhược Tuyết, Minh Nhi, Tư Không Phi Tinh, Lâm Tuyệt Long, thậm chí còn những người khác, đều đi nơi nào. Chẳng lẽ giờ khắc này ở tranh đoạt luân hồi huyền bia? Thần Hỏa Học Viện Lâu Vân đọc xong. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, trước kia Thăng Long thi đấu quả thật có người biến mất, có thể là chúng ta bỏ quên, bọn họ nói không chừng sớm rời đi. Dù là mang bọn họ tới trưởng bối, vậy đều rời đi, người còn muốn tìm. Ví dụ như Hồn Điện trưởng lão, lại ví dụ như Linh Tiên Đế Cung phó cung chủ Linh Vận tiền bối, những người này cũng trước thời hạn rời đi, ở ta xem ra, bọn họ có thể có chuyện quan trọng trở về. Dẫu sao những thế lực này thân phận cao quý, bên trong tông sự việc rất nhiều, không thể nào ở bên ngoài dừng lại lâu. Thăng tiên thì đấu đối với bọn họ mà nói thật ra thì có cũng được không có cũng được, bộ phận nhất lưu thế lực lấy trở xuống tông môn, chỉ có thông qua thăng tiên thi đấu mới có thể lấy được thần hỏa học viện cao nhất cơ duyên. Nhưng là những cái kia thế lực cao cấp, coi như thất bại, bọn họ đệ tử cũng có tư cách tiến vào thần hỏa học viện, bất quá vậy sẽ không như vậy.
Linh võ đại lục bị bình cấp là thế lực cao cấp tông môn không thiếu, nhưng là chỉ không tới mấy cái, có thể gặp, bọn họ đệ tử có so thần hỏa học viện canh ưu lựa chọn. Huống chi, bọn họ tham gia, cũng không khả năng thất bại. Diệp Thần nhìn về phía Lâu Vân tiếp tục nói, tiền bối, người xác định những cái kia người mất tích đều tiến vào bí cảnh. Xác định, Lâu Vân nói. Diệp Thần tiếp tục nói, cây kia theo tím phù tổng thể số lượng tới xem, bọn họ bất kỳ một người nào có phải hay không cũng không có lấy được tím phù. Lâu Vân ngẩn ra, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn trả lời, đúng. Hắn không muốn cùng Diệp Thần tiếp tục xé ra đi, liền hỏi, Diệp Thần, chúng ta không thể là ngươi trì hoãn, cho ngươi 2 giờ như thế nào, nếu như chuyện ngươi không trọng yếu, đi thần hỏa học viện sẽ giải quyết chuyện này vậy không quan hệ à? Nhưng mà, Diệp Thần lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, không được, chuyện này, ta cũng nhất định phải đi, hơn nữa, 2 giờ, không đủ. Yên tĩnh, nguyên bản còn huyên náo mọi người, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Bọn họ từng cái, cũng khó có thể tin nhìn Diệp Thần, xem người điên, nhìn Diệp Thần. Thần hỏa học viện, nguyện ý cùng ngươi 2 giờ, ngươi còn ngại không đủ. Còn không muốn tiếp nhận như vậy điều kiện. Ngươi thật coi mình là thần tiên dáng thế sao? Là một chút cũng không biết tốt xấu sao? Đây chính là thần hỏa học viện à? Làm không tốt, coi như ngươi là lớn so thứ nhất, ở thần hỏa học viện trước mặt, như vậy càn rỡ, cũng có thể bị trực tiếp hủy bỏ, nhận tư cách à? Chẳng lẽ, cái này Diệp Thần, thì thật đối với thần hỏa học viện, không có một chút lòng kính sợ sao? Mà Lâu Vân chân mày vậy hoàn toàn nhíu lại. Thần hỏa học viện, thậm chí có thể đại biểu linh võ đại lục một nhóm người mặt mũi, những cái kia thế lực cao cấp cũng không dám để cho thần hỏa học viện như vậy. Hắn nguyện ý cùng Diệp Thần một tiếng, đã là cho đủ Diệp Thần mặt mũi, nhưng là, bây giờ Diệp Thần, lại vẫn không chịu tiếp nhận. Vậy hắn là ý gì? Lâu Vân lần nữa mở miệng nói, như vậy, người muốn thế nào? Lúc này, hắn giọng, đã có chút lạnh. Diệp Thần vẫn còn là nhàn nhạt nói, ta tạm thời, trước không gia nhập thần hỏa học viện, chờ ta xử lý xong sự kiện kia sau đó, lại gia nhập. Ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trách phạt. Cố nhiên thần hỏa học viện đại biểu linh võ đại lục cao nhất cơ duyên, nhưng là Diệp Thần có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Giờ khắc này, mọi người diễn cảm hóa đá. Khiếp sợ, không chỉ là người dự thi, hợp cách người, liền liền Lâu Vân, đều bị Diệp Thần kinh hãi. Ngươi làm thần hỏa học viện, là nhà ngươi. Thần hỏa học viện vị trí, là linh võ đại lục cơ mật, tự nhiên không thể nào tùy ý tiết lộ, mà ngươi Diệp Thần, nhưng tùy ý như vậy địa đối đợi. Mất đi lần này, tiến vào thần hỏa học viện cơ hội, ngươi lấy là, còn có thể tùy ý đạt được sao? Bị thần hỏa học viện chọn chúng, đó là vô thượng quang vinh, vô thượng may mắn à? Ngươi, nhưng một chút đều không quý trọng. Đây là... Diệp Thần lại thêm một câu, nếu như không thể nói, ta nguyện ý, buông tha tiến vào thần hỏa học viện tư cách. Lần này, tất cả mọi người không phải kinh hãi. Tất cả mọi người, bao gồm Lâu Vân, cũng sắc mặt vô cùng là khó coi, nhìn Diệp Thần. Đây là, đang đánh thần hỏa học viện mặt à. Xưa nay, chỉ có thần hỏa học viện, có tư cách cự tuyệt người khác gia nhập, lúc nào có người buông tha tiến vào thần hỏa học viện. Vẫn là ở lấy được thăng long thi đấu thứ nhất sau đó, buông tha. Đây không phải là giống như nói, thần hỏa học viện, không xứng với ta sao? Một đạo cực mạnh khí thế, phóng lên cao, tại chỗ, cho dù là vận may đỉnh cấp võ giả, đều bị hơi thở kia rung động, nhúc nhích không được. Vậy là chân chính tinh khiếu hơi thở. Mà hơi thở kia, trực tiếp hướng Diệp Thần, bao phủ đi. Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Hơi thở này, thật là mạnh. Trong nháy mắt, hắn liền theo bản năng thi triển ra thần ma luân hồi quyết, máu thần, cùng với đốt máu quyết. 6 con đường lực, canh kim khí. Oanh! Diệp Thần hơi thở, cũng là điên cuồng bùng nổ, cùng vậy tinh khiếu hậu kỳ, khí tức cực kỳ kinh khủng, đụng vào nhau. Phốc! Hơi thở đụng nhau dưới, Diệp Thần không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là, hắn lưng, nhưng ưỡn thẳng tắp. Nhìn về phía, hơi thở truyền tới phương hướng. Làm sao có thể, vô số cặp mắt, cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhìn chằm chằm hắn ưỡn thẳng tắp bóng người, tựa như, nhìn thấy gì vượt quá hiểu sự vật vậy.
Cái này liền tạo hóa cảnh giới, cũng không có đạt tới người, làm sao có thể, chịu nổi tinh khiếu võ giả hơi thở uy áp. Đây chính là, trực tiếp hướng Diệp Thần đi uy áp à. Một ít thực lực yếu một chút tạo hóa cảnh và hợp đạo cảnh thiên tài, cho dù là bị tản mát ra uy áp ảnh hưởng, cũng thiếu chút nữa không cách nào chịu đựng, không đứng được, cái này còn là, bọn họ bản thân chính là vượt qua cảnh giới thiên tài dưới tình huống. Mà Diệp Thần, ở đó uy áp trung tâm, sợ rằng, so bọn họ thừa nhận, còn mạnh hơn ngàn lần, mạnh gấp vạn lần đi. Lấy Diệp Thần tu vi, không nên, trực tiếp bị đè thành phấn vụn, ép thành hư không sao. Nhưng là đâu? Diệp Thần vỡ vụn sao? Không có. Không chỉ không có. Còn đứng nghiêm, người thẳng tắp, thậm chí, còn có thể ở nơi này dưới sự uy áp, tựa đầu chuyển hướng hơi thở truyền tới phương hướng. Đây không phải là nghịch thiên, cái gì là nghịch thiên? Bây giờ, nơi nào còn có người, dám xem nhẹ Diệp Thần? Nguyên bản những cái kia cho rằng Diệp Thần nhỏ yếu, cho rằng hắn cần phải lấy được dạy bảo, cho rằng hắn thậm chí không bằng người mình, chỉ cảm thấy, trên mặt một hồi nóng. Hoàn toàn, bị Diệp Thần đánh mặt à. Bây giờ, chỉ cần còn người có chút đầu óc, cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần, một chút đều không yếu, hơn nữa, có thể nói là vô cùng là nghịch thiên. Chỉ bằng cái này chống cự tinh khiếu uy áp khủng bố thân xác, là có thể treo đánh nhiều ít cái gọi là thiên tài. Mà Diệp Thần, lúc này lại không có tâm tình đi quản những thứ này, hắn nhìn vậy uy áp truyền tới phương hướng, nơi đó, đứng một người mặt mũi nghiêm khắc tăng thể diện người trung niên, trên mình, và Lâu Vân như nhau, ăn mặc thần hỏa học viện trường bào màu trắng. Lâu Vân thấy vậy, không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ, người này, là thần hỏa học viện, pháp kỷ bộ Trần Cửu, ở thần hỏa học viện bên trong, từ trước đến giờ lấy nghiêm khắc nổi tiếng. Xem Diệp Thần như vậy, còn không có chính thức nhập học, liền bắt đầu làm đặc thù đâm đầu, gặp phải Trần Cửu, vậy có thể nói, là ngược lại xui xẻo, giữ Trần Cửu tính cách, nhất định sẽ hung hăng gõ một phen, cho dù Diệp Thần không chết, chỉ sợ cũng muốn lột ra. Bất quá, cái này Trần Cửu, còn có một chút, chính là, hết sức yêu tài. Gặp những cái kia chân chính đáng đào tạo thiên tài, ngược lại, sẽ ra sức trợ giúp. Bây giờ, liền xem Diệp Thần, có thể hay không đạt được Trần Cửu xem trọng. Trần Cửu gặp Diệp Thần lại dễ dàng như vậy liền chặn lại mình uy áp, không khỏi, trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm, thằng nhóc này, có chút ý tứ. Bất quá, hắn trên mặt, vẫn còn là một bộ, lạnh như băng thần sắc, hướng về phía Diệp Thần, không mang theo cảm tình mở miệng nói. Ta thần hỏa học viện, há là ngươi muốn gia nhập liền gia nhập, chẳng ngờ gia nhập, liền vừa đi liễu chi địa phương. Ngươi còn cầm học viện để vào mắt sao? Tiểu tử, đừng lấy là, có mấy phần thiên phú, đoạt được đang tiến hành thi đấu thứ nhất, là có thể muốn làm gì thì làm, nơi này, không phải ngươi nổi tiếng địa phương. Cho dù là thiên tài, cũng là cần lớn lên, ngươi hiểu không? Diệp Thần vừa cúi đầu, mặt mang vẻ áy náy nói, cái này vị tiền bối, xin lỗi, ta cũng không có gì nổi tiếng ý tưởng, chỉ là có chuyện, nhất định phải tới xử lý mà thôi, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần lần nữa ngẩng đầu lên, lại cùng cái này tinh khiếu cường giả bốn mắt nhìn nhau, chút nào không để cho. Diệp Thần cố nhiên địch bất quá đối phương, nhưng là bàn về khí thế và uy áp, Diệp Thần chút nào không thua. Dẫu sao hắn từ Hoa Hạ Ninh Ba từng bước một bước vào Linh Võ Đại Lục, ngưng tụ huyết khí và sát ý, cùng với không sợ thiên địa quyết tâm, không người nào có thể dung chuyển. Huống chi, hắn không hề mục nát thần thể và luân hồi huyết mạch. Ở giữa thiên địa, có cái gì có thể để cho hắn thần phục? Tại chỗ rất nhiều người, cũng âm thầm cười nhạo Diệp Thần ngu xuẩn, lúc này, coi như lại chuyện trọng yếu, cũng hẳn, trước đối với cái này thần hỏa học viện tiền bối nhượng bộ, mà không phải là xem Diệp Thần như vậy, ngay trước mọi người bác mặt của đối phương tử. Cái này Diệp Thần, lịch duyệt quá thiếu. Mặc dù mạnh, nhưng là, rất nhiều người cũng cảm thấy, Diệp Thần tương lai thành tựu có hạn. Dẫu sao, đang tu hành giới, người muốn phối hợp thật tốt, muốn lấy được nhiều tư nguyên hơn, không phải quang có thiên phú đã đủ. Người còn được, hiểu được làm người, hiểu được người nào nên đi kết giao, người nào, có thể đắc tội. Bây giờ, Diệp Thần hiển nhiên mà đắc tội với người không nên đắc tội, như vậy, hắn nhất định sẽ trả giá thật lớn. Nhưng mà,
Trần Cửu ngưng mắt nhìn Diệp Thần cặp mắt, nhưng cũng không có lộ ra chán ghét hoặc là thần sắc tức giận. Nếu như Diệp Thần bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ, hắn ngược lại sẽ xem thường Diệp Thần. Hắn Trần Cửu, từ trước đến giờ một chính là một, hai chính là hai, cho tới bây giờ không thích cái gì khéo đưa đẩy người. Cho nên, Diệp Thần bây giờ thái độ, ngược lại để cho hắn thưởng thức, nói thật, hắn bây giờ, đối với Diệp Thần đã không có gì trách tội lòng của, hắn biết, Diệp Thần đều không phải muốn tiêu tân lập dị, biểu hiện mình cùng người khác không cùng, mà là, thật sự có chuyện. Nhưng là, hắn thân là thần hỏa học viện Pháp kỷ bộ thành viên, lại không thể cho phép Diệp Thần hành vi. Pháp bất dung tình. Pháp kỷ bộ, nên thiết diện vô tư. Như vậy, mới có thể bảo vệ thần hỏa học viện mặt mũi. Hắn có thể tha thứ 2 giờ, 4 tiếng, thậm chí, 12 giờ. Nhưng là, Diệp Thần muốn làm chuyện, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Như vậy, bất luận Diệp Thần có cái gì nguyên nhân, làm như vậy, hắn cũng sẽ không cho phép. Diệp Thần bây giờ, nếu đã bị thần hỏa học viện nhận, liền đã coi như là thần hỏa học viện một phần tử, tự nhiên phải bị thần hỏa học viện kỷ luật nơi ràng buộc. Còn muốn tùy ý như vậy cãi lại thần hỏa học viện an bài, tự đi rời đi, làm sao có thể bị tùy tiện cho phép? Nếu là thật cho phép, thần hỏa học viện mặt mũi, còn muốn không? Trần Cửu sắc mặt chợt trầm xuống, hướng về phía Diệp Thần quát lên, bỏ mặc ngươi có chuyện gì, cũng cho ta trở lại trên đài cao, phục tổng học viện an bài. Theo hắn nói tiếng nói, hắn khí tức trên người, lại, ngay tức thì cao tăng, nặng nề đâu chỉ 10 lần. Mới vừa rồi, cái này Trần Cửu, lại còn không có toàn lực bùng nổ hơi thở. Bây giờ, Trần Cửu đem hơi thở hoàn toàn bùng nổ, tu vi khủng bố, chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người, chỉ là tản mát ra một tia hơi thở, sẽ để cho trên đảo phần lớn người dự thi, chặt chẽ đè ngã xuống đất, liền đứng, đều không cách nào làm được. Có thể đứng, bất quá le que mấy người mà thôi. Bất quá, phần lớn người, mặc dù đều bị đè bẹp, nhưng là, trong lòng nhưng thật cao hứng, rất nhanh ý. Bởi vì, bọn họ biết, giống như bọn họ dự liệu như vậy, Diệp Thần, bởi vì ngay trước mọi người đắc tội cái này tinh khiếu cường giả, cái này siêu cấp cường giả, tất nhiên sẽ để cho hắn trả giá thật lớn, để cho hắn, nếm được xúc phạm cường giả đau khổ, bọn họ nguyên bản, vô cùng là ghen tị Diệp Thần. Bây giờ, thấy Diệp Thần bị hành hạ, há có thể không vui? Phải biết bước vào tinh khiếu cảnh, mỗi một cái cảnh giới nhỏ, đều là long trời lỡ đất khác biệt. Mà rất rõ ràng, cái này Trần Cửu, còn không phải là giống vậy tinh khiếu cảnh. Bọn họ tin tưởng, Diệp Thần coi như là cái gì cao cấp yêu thú chuyển thế, ở kinh khủng này đến làm hư không run rẩy uy áp trước mặt, tuyệt đối, cũng sẽ bị đè được gần chết. Thậm chí, trực tiếp không chịu nổi. Bị rất miễn cưỡng đè chết cũng có thể. Mà ở uy áp trung tâm Diệp Thần, lại là cả người nháy mắt tức thì nổ lên một hồi xương máu. Lúc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy được, cả thân linh lực và máu thịt, đều bị đè được đọng lại, không cách nào vận dụng chút nào, trên thân hình, mỗi một tấc cũng thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau nhức, nếu không phải Diệp Thần bất hủ ý chí giống như sắt thép, chỉ là cái phim này đau, cũng đủ để cho người tan vỡ. Hắn còn phát hiện, trong bí cảnh, Lâm Tuyệt Long hấp thu lực lượng ngắn ngủi bước vào tinh khiếu cảnh nhất tầng thiên, mà đây Trần Cửu tinh khiếu cảnh nhưng là và Lâm Tuyệt Long thiên kém vạn đừng. Đây cũng là thần hỏa học viện nội tình. Nhưng là Diệp Thần thật chặt cắn răng, không nói tiếng nào, sống lưng, vẫn ưỡn thẳng tắp. Cái này uy áp, sợ rằng giống vậy vận may đỉnh cấp võ giả, đều không cách nào chịu đựng chứ. Nếu không phải hắn thân thể tố chất, nghịch thiên đến trình độ cao nhất, vượt xa hết thảy, lại có cả người, không có gì sánh kịp khủng bố quái lực, sợ rằng, cũng đã bị hoàn toàn ép vỡ. Nhưng là, ở cái này uy áp kinh khủng bên trong, Diệp Thần vẫn cắn răng kiên trì, hắn ánh mắt, không có chút nào dao động. Vô tận ma khí đột nhiên phun trào ra. Diệp Thần ấn đường lóe lên hơi quang. Rất nhạt, nhạt đến người khác không phát hiện được. Ác ma mắt cố nhiên ngủ say, nhưng là cảm giác được uy hiếp, cũng có chút nổi giận. Quỷ dị hơn là, Diệp Thần con ngươi lại hiện lên đỏ thắm huyết nguyệt. Điều này hiển nhiên là muốn nhập ma. Diệp Thần, lại chịu đựng được, tinh khiếu hậu kỳ cường giả toàn lực uy áp. Lần này, liền liền Lâu Vân cũng lâm vào đờ đẫn, đây chính là Trần Cửu uy áp à. Hắn biết,
Lấy Trần Cửu tính cách, nếu toàn lực bộc phát, liền sẽ không nương tay, mà Diệp Thần, cứ như vậy miễn cưỡng chống đỡ. Lâu Vân đã gặp thiên tài, rất nhiều, thần hỏa học viện bên trong, vốn là đầy là thiên tài, nhưng mà nói, thiên tài như chó. Nhưng là, xem Diệp Thần như vậy thiên tài, cũng rất thiếu. Thật là ít ỏi. Bọn họ, cho dù ở thần hỏa học viện bên trong, cũng có thể bộc lộ tài năng. Bọn họ, liền là chân long, là chân chính, có thể ngạo thị hết thảy tồn tại. Mà như vậy thiên tài, cơ hồ mỗi một cái, cũng có thể trở thành linh võ đại lục, vậy chân chính cực kỳ tồn tại, vậy vượt qua hết thảy tồn tại. Lâu Vân đột nhiên ánh mắt chớp mắt, hắn từ Trần Cửu vậy nghiêm khắc trên gương mặt, trong phảng phất, lại thấy được một nụ cười châm biếm. Trần Cửu, tại sao đang cười? Hắn không phải trừng phạt Diệp Thần sao? Bây giờ Diệp Thần chống đỡ hắn uy áp, hắn tại sao, còn có thể cười được? Đột nhiên, Trần Cửu thụ uy áp, đối với Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc giỏi, gánh nổi ta uy áp. Giỏi lắm, nhưng là, để cho ngươi phục tòng học viện an bài, ngươi không có nghe gặp. Bây giờ, ngươi như vậy hành vi, thuộc về ngay trước mọi người cãi lại pháp kỷ bộ đạo sư chỉ thị, đây cũng không phải là, vác vác uy áp liền có thể giải quyết. Mọi người nghe vậy, lại là vui mừng. Bọn họ biết, lần này Diệp Thần, là thật đã chết rồi. Diệp Thần là rất mạnh, mạnh được nghịch thiên, kinh khủng như vậy uy áp, cũng có thể kháng cự. Nhưng là, vẫn là cái đó đạo lý, ngươi ngay trước mọi người cãi lại một cái cường giả, ở trước mặt nhiều người như vậy, quét hắn mặt mũi, hắn có thể tha ngươi. Ngươi mạnh hơn nữa, đều phải chết. Bây giờ, cái này cường giả vô địch, sợ là muốn ra tay chứ. Vừa nói, Trần Cửu vung tay lên, một cái cơ quan con rối xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Cửu hướng về phía Diệp Thần, lạnh lùng nói, đây là chúng ta thần hỏa học viện, pháp kỷ bộ người chấp pháp con rối, ta thân là học viện đạo sư, cũng đã là tinh khiếu cảnh, cho dù, người trái với học viện pháp kỷ, ta cũng không khả năng tự mình ra tay trừng phạt ngươi, cho nên, do cái này người chấp pháp con rối đời được. Vậy cơ quan con rối cặp mắt bên trong, chợt bắn ra hai đạo hồng quang, bị hoàn toàn thức tỉnh, nặng nề kim loại thân thể bên trong, đột nhiên bây giờ, bộc phát ra một hồi chút nào không thấp hơn tinh khiếu cảnh tầng trời một hơi thở. Cái này lại là một cái tương đương với tinh khiếu nhất tầng thiên võ giả cơ quan con rối. Hơn nữa, loại này con rối chiến đấu, căn bản không có cái gì sợ hãi nói đến, bọn họ ý thức bên trong, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không quan tâm, đối với mình tạo thành nhiều ít tổn thương. Thậm chí, so nhân loại bình thường võ giả, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Những cái kia bị đè trên đất hợp đạo người dự thi mỗi một người đều bò dậy, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, hưng phấn, mong đợi ánh sáng. Đây chính là tinh khiếu cảnh cơ quan con rối. Chính là hợp đạo cảnh tầng 2 thiên diệp thần, coi như thân thể quá mạnh, có thể kháng cự cái này uy áp kinh khủng, cũng không khả năng thật có thể chiến thắng tinh khiếu tồn tại đi. Hơn nữa, vẫn là so vậy tinh khiếu tồn tại, kinh khủng hơn, không sợ chết cơ quan con rối. Bọn họ bây giờ, sẽ chờ thấy, cái này Diệp Thần, bị cơ quan con rối đánh đau bộ dáng. Một khắc sau, vậy cơ quan con rối thân hình chợt chớp động, hoàn toàn lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía Diệp Thần vọt tới, đồng thời, sắt thép cánh tay, biến ảo thành một thanh trường kiếm, hung hãn hướng Diệp Thần chém tới. Một kích này, uy thế kinh người. Cường đại kiếm khí, thậm chí ép được một ít vây xem thiên tài, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Kinh khủng kia kiếm khí, trực tiếp nứt ra hư không. Cơ quan này con rối, mạnh đến đáng sợ, mạnh được sợ hãi. Không thiếu hợp cách người, nhìn cơ quan này khôi lỗi nhất kích, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đồng thời, âm thầm thề, đến thần hỏa học viện bên trong, tuyệt sẽ không xúc phạm bất kỳ pháp kỷ. Nếu là bị cơ quan này con rối chém lần trước kiếm, đây chính là, thật muốn xảy ra án mạng à. Thấy một chiêu này khủng bố, những cái kia người dự thi thật là muốn hoan hô, thậm chí, có người đã khẳng định, Diệp Thần, sẽ bị một kiếm này, đánh một trận mất. Tinh khiếu và vận may, hoàn toàn là trời và đất chênh lệch, tức chính là có thể điên cuồng vượt cấp chiến đấu thiên tài siêu cấp, vậy rất khó lấy tạo hóa cảnh giới, chống lại tinh khiếu võ giả. Nếu nói là, tạo hóa cảnh giới, cơ hồ là mỗi cái thiên tài đều có thể đạt tới tầng thứ, như vậy,
tinh khiếu liền là chân chánh phong thủy lĩnh, ở cảnh giới này trước mặt, cho dù là tốc độ tu luyện vượt xa người khác khủng bố thiên tài, cũng có thể, cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước vào trong đó. Nhưng là, tinh khiếu cảnh khó mà đột phá, vậy chứng minh sự cường đại của nó. Diệp Thần, tuyệt đối sẽ chết. Tốt nhất tình huống, cũng là trọng thương. Liền Lâu Vân đều có chút biến sắc, Trần Cửu làm như vậy, biết hay không có chút quá độc ác. Diệp Thần, cũng không phải là giống vậy thần hỏa học viện học sinh, hắn có thể là chân long cấp bậc thiên tài à. Gần đây yêu tài Trần Cửu, làm sao sẽ đối với Diệp Thần hạ như vậy ngoan thủ đâu. Ngay tại, tất cả mọi người đều cho rằng, Diệp Thần xong rồi thời điểm. Diệp Thần sắc mặt, cũng rất bình tĩnh, rất sửng dưng. Một cái đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong tay, chính là thú hủ kiếm. Mà Diệp Thần trên người màu đen đường vân, vậy đang nhanh chóng lan tràn. Giống như một tôn thiên ma hiển hóa, toàn lực thi triển. Một khắc sau, ma khí bùng nổ. Chói mắt cực kỳ hắc quang, chiếu sáng cả tòa hòn đảo. Ầm một tiếng, tuyệt thế nổ vang, nước biển sôi trào, động đất đáng, gió lớn gào thét. Trong nháy mắt, giống như ngày tận thế tới giống vậy cảnh tượng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trần Cửu nhìn tia sáng kia nơi trung tâm, nghiêm khắc trên gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vung tay lên, đem dị tượng toàn bộ trấn áp, rồi sau đó, xoay người rời đi. Lúc này, mọi người hướng vậy Diệp Thần cùng người chấp pháp con rối chiến đấu chỗ nhìn. Chỉ gặp, nơi đó, đứng một đạo thân hình. Một đạo không thuộc về mình bóng người. Một đạo giống như thần ma bóng người. Một đạo, thân máu thịt. Diệp Thần, lại thắng. Điều này sao có thể? Thấy một màn này, cơ hồ tất cả thiên tài, đạo tâm, đều dao động. Bọn họ đã từng là kiêu ngạo, đã từng cho là thế giới, đều cơ hồ muốn sụp đổ. Bọn họ một mực được gọi làm thiên tài, nhưng là, bọn hắn bây giờ, ở Diệp Thần trước mặt, coi như cái gì chó má thiên tài. Bọn họ một mực lấy là, mình coi như là trên thế giới này, thiên phú đứng đầu tồn tại, nhưng là, ở Diệp Thần trước mặt, còn có cái gì chó má thiên phú. Bọn họ đạo tâm, làm sao có thể không nhúc nhích đong đưa. Không những như vậy, Diệp Thần dưới chân, còn có lẻ tẻ bể tan tành cục sắt cặn bã. Diệp Thần không chỉ có thắng, hơn nữa còn đem kinh khủng kia người chấp pháp con rối hoàn toàn hủy diệt. Còn dư lại, cũng chỉ có như thế điểm cặn bã mà thôi. Càng không thể tưởng tượng nổi là, Diệp Thần, chỉ ra liền một kiếm. Một kiếm, đối kháng tinh khiếu nhất tầng thiên tồn tại à. Kết quả này là cái gì yêu nghiệt kinh khủng. Hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng cực hạn. Cơ Huyền và Hình Tử Đường các người, đối mặt cười một tiếng, bây giờ, những người khác, vậy rốt cuộc cảm nhận được bọn họ lúc đó rung động. Diệp Thần, chính là như thế cái, trình độ cao nhất nghịch thiên, thậm chí không cách nào tưởng tượng tồn tại à. Mà lúc này, Trần Cửu vậy thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở cả tòa trên đảo nhỏ. Thần Hỏa Học Viện học sinh, Diệp Thần, bởi vì làm trái Pháp Học Viện Pháp Kỷ. Gặp Pháp Kỷ Bộ đạo sư Trần Cửu, ra tay trừng phạt, Trần Cửu trừng phạt trong quá trình, bởi vì người chấp pháp con rối xuất hiện trở ngại, đưa đến học sinh Diệp Thần bị thương, không thích hợp lập tức tiếp nhận học viện trường học, vì vậy, Pháp Kỷ Bộ Trần Cửu, đặc phê Diệp Thần vô kỳ hạn kỳ nghỉ tu dưỡng. Học sinh Diệp Thần một khi hết bệnh, phải lập tức bước lên Thần Hỏa Học Viện, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trần Cửu vừa nói, hơi quay đầu, liếc mắt một cái Diệp Thần. Nhàn nhạt nói, thằng nhóc, thật tốt tu dưỡng, khôi phục sau đó, phải cho ta tới học viện báo danh, biết không? Lâu Vân nghe vậy cả kinh, Trần Cửu, đây là một lực là Diệp Thần, cầm trách nhiệm gánh chịu xuống à? Diệp Thần nhìn xem mình nhỏ trên cánh tay vết thương, hắn biết, mới vừa rồi người chấp pháp con rối, căn bản không có lấy tánh mạng mình ý nghĩa. Hơn nữa vậy tinh khiếu nhất tầng thiên oai còn không bằng Lâm Tuyệt Long uy lực. Dẫu sao? Trần Cửu ban đầu xuống chỉ thị, chính là trừng phạt mà thôi. Diệp Thần không phải người ngu, hắn tự nhiên biết, Trần Cửu thu tay lại, hắn làm như vậy, là muốn là Diệp Thần sáng tạo một cái lý do, để cho Diệp Thần có thể ở không trái với học viện Pháp Kỷ dưới tình huống, có đầy đủ thời gian, tới xử lý chuyện của mình. Hắn nhìn chậm rãi rời đi Trần Cửu, trong ánh mắt toát ra một chút ấm áp. Phần ân tình này, hắn Diệp Thần ghi nhớ.
Diệp Thần hướng về phía rời đi Trần Cửu, cung kính cúi đầu một cái, trong miệng đáp, học sinh Diệp Thần, rõ ràng. Đa tạ pháp kỷ bộ đạo điển Trần Sư chỉ giáo. Bảo vệ ở một bên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ thương giả thấy một màn này, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn mặt lộ cười khổ nhìn Diệp Thần, thằng nhóc này, thật là quá có thể gây chuyện. Lâu Vân cũng có chút bất đắc dĩ đối với Diệp Thần cười nói, tốt lắm, Diệp Thần, như vậy, người tạm thời không cần đi thần hỏa học viện, trở về dưỡng thương đi. Diệp Thần gật đầu một cái, cười nói, đa tạ đạo sư quan tâm. Lâu Vân không nói gì nữa, trong tay kết một pháp ấn, mạnh mẽ linh lực gào thét ra, tràn vào vậy thần hỏa thang bên trong, thần hỏa thang kể cả vậy tòa đài cao, ngay tức thì bộc phát ra chói mắt hồng quang, một khắc sau, đúng tòa đài cao, liền dẫn trên đài cao những thiên tài, theo Lâu Vân, cùng chung biến mất. Mà ngay lúc này, đột nhiên bây giờ, mưa gió động một cái, hư không bên trong, chợt mở ra một đạo thâm thúy lỗ lớn, có ba đạo tuyệt cường khí tức, từ trong động hiện lên, vô căn cứ hạ xuống ở hòn đảo này tự trên. Không chỉ là những cái kia còn ở lại trên đảo người dự thi, liền liền những môn phái kia các đại biểu, vậy hướng vậy ba đạo hơi thở chỗ ở phương hướng, đầu đi ánh mắt kinh nghi. Bởi vì, cái này ba đạo hơi thở, chân thực quá mạnh mẽ. Liền liền mới vừa rồi vậy tinh khiếu Trần Cửu, vậy xa xa kém hơn. Đây là vượt xa tinh khiếu tồn tại. Mà tản mát ra hơi thở kia, nhưng là ba tên ông già. Xuân Triệt, Bạch Trấn Đường, và Long Cũng Trời, Huyền Nguyệt Tông ba tên thái thượng trưởng lão, lại cùng chung xuất hiện ở cái này trên hải đảo. Ba người vừa hiện thân, đầu tiên, cũng đi Diệp Thần trên mình nhìn. Cái này ba tên tuyệt thế cường giả, trong mắt chợt sạch bóng bạo tránh, lại đồng thời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Cũng Thiên lẩm bẩm nói, lão Bạch, ta không có nhìn lầm chứ. Ngươi tên đệ tử này trên mình. Bạch Trấn Đường nắm lấy Diệp Thần, để cho Diệp Thần tạm thời có chút không nghĩ ra, hắn tỉ mỉ hướng về phía Diệp Thần nhìn lại xem, rốt cuộc cười như điên nói. Ha 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 ha, thần hỏa dấu vết, lại thật sự là thần hỏa dấu vết. Đều đã nhiều ít năm không gặp qua những người này dấu vết. Diệp tiểu tử, người thật đúng là cho vi sư tăng thể diện à, ta đệ tử, lại bị thần hỏa học viện chọn chúng. Thần hỏa dấu vết, Diệp Thần nghe vậy, trong lòng động một cái, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Bạch Trấn Đường mới vừa muốn nói chuyện, một cái tay, nhưng rơi vào hắn đầu vai. Lúc này, Duẫn Triệt ánh mắt thâm trầm, hắn một chụp Bạch Trấn Đường bả vai nói, tốt lắm lão Bạch. Còn giấu chuyện, sau này hắn nói, hỏi trước một chút Diệp Thần, mính nhi thế nào. Rất hiển nhiên, thương giả đã thông báo cho Huyền Nguyệt Tông ba vị thái thượng trưởng lão. Bạch Trấn Đường phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Duẫn Triệt áy náy cười một tiếng, quay đầu đối với Diệp Thần hỏi, thằng nhóc, ngươi nói nhanh lên Duẫn Mính nha đầu kia tình huống. Cái này ba tên thái thượng trưởng lão, biết Duẫn Mính phát sinh bất ngờ sau đó, lại trực tiếp lấy đại thần thông, vượt qua không gian. Đi tới cái này trên hải đảo. Hải đảo này, nhưng mà có thần hỏa học viện pháp trận phong tỏa à. Cho dù là tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, cũng cần tín vật mới có thể đi vào, muốn xông vào, căn bản không có thể. Nhưng là, cái này pháp ấn, lại bị lòng như lửa đốt Duẫn Triệt, trực tiếp hủy diệt. Hắn thật là, một khắc cũng không muốn hơn cùng. Diệp Thần đem phát sinh hết thảy, thuật lại một lần, sau đó hướng về phía Duẫn Triệt ba người nói. Đệ tử cũng không biết bây giờ Mính Nhi tung tích như thế nào, hơn nữa, thần hỏa học viện phương chắc không biết. Bạch Trấn Đường con ngươi ngưng trọng, hắn sâu đậm nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng nói, sợ rằng Mính Nhi biến mất, phải cùng ma linh tử lấy được cái bia kia có liên quan. Bia, chỉ cần một chữ, Diệp Thần liền xác định, cái này cái gọi là bia chính là luân hồi huyền bia. Hơn nữa từ Bạch Trấn Đường cổ quái trong ánh mắt có thể thấy được. Đối phương đã sớm biết mình tiến vào Huyền Nguyệt Tông chính là vì tử ngưng trong cơ thể khối kia luân hồi huyền bia. Bạch Trấn Đường chậm chạp không cùng mình tiếp xúc, thậm chí không đề cập tới chuyện này, chỉ sợ sẽ là đang khảo nghiệm mình. Dẫu sao vậy 10 khối luân hồi huyền bia, ở Linh Võ Đại Lục, là vô số đứng đầu thế lực đều phải tranh đoạt và không tiếc bất cứ giá nào lấy được tồn tại. Về phần tại sao muốn phong ấn ở tử ngưng trong cơ thể, Diệp Thần thì không rõ lắm. Long Cũng Thiên hòa Duẫn Triệt nhìn nhau, cũng nhìn thấu nồng nặc rung động. Hồi lâu, Long Cũng Thiên đạo, là vật gì truyền thuyết vật, thật chẳng lẽ tồn tại.
Còn nữa, thời đại thượng cổ, ta nghe bí văn Huyền Nguyệt Tông cũng có một khối, chỉ tiếc, không biết khi nào thì bắt đầu, biến mất, thực đang đáng tiếc. Diệp Thần ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Chấn Đường. Cái này luân hồi huyền bia sự việc, còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không biết. Nói cách khác toàn bộ Huyền Nguyệt Tông chỉ có Bạch Chấn Đường, Tử Ngưng, cùng với mình biết được. Bạch Chấn Đường vì sao phải như vậy cẩn thận? Bạch Chấn Đường nhìn một cái Diệp Thần, hiển nhiên là nhắc nhở Diệp Thần đừng bảo là lỡ miệng, sau đó tiếp tục nói, chúng ta Huyền Nguyệt Tông ở trên cao cổ nội tình thâm hậu, tự nhiên thủ ở cái bia kia, nhưng là bây giờ, chúng ta cũng xuống cấp là nhất lưu thế lực, cái bia kia coi như tồn tại, chúng ta bây giờ vậy không phòng giữ được. Nói tránh sự đi, những năm này, ta điều tra qua Ma Linh Tử sự việc, thậm chí lấy được một ít bí văn. Ma Linh Tử khi lấy được cái bia kia sau đó, vốn định mang tới ma vực, chỉ tiếc, ma vực vị kia đại đế chết, ma vực loạn thành nhất đoàn, rét lạnh Ma Linh Tử tim. Sau đó Ma Linh Tử đi tới Thăng Long thi đấu bí cảnh lưu lại truyền thừa. Ma Linh Tử không ngừng tu luyện, chỉ là một ngày kia có thể cho vậy ma vực ma đế báo thù. Nhưng là hắn tu luyện cả đời, cuối cùng vẫn là rõ ràng, hắn lực lượng mạnh hơn nữa cũng không có tư cách báo thù à. Từ nay về sau, Ma Linh Tử liền ly kỳ mất tích. Những thứ này bí văn đối với Ma Linh Tử trong tay cái bia kia chỉ chữ không để ra, thậm chí trong động phủ vậy không có để lại một tia dấu vết. Nhưng là có vị tán tu đã từng thấy được Ma Linh Tử mang một đầu u thú tiến vào U Minh Thung Lũng. Mà đây U Minh Thung Lũng ở nơi này khối hòn đảo vùng lân cận. Càng mấu chốt là, ta lúc tới quan sát Thần Hỏa Học Viện mở Thăng Long thi đấu bí cảnh trận pháp. Vậy bí cảnh và U Minh Thung Lũng hơi thở tương cận, rất có thể, trong bí cảnh có một con đường kính đi thông ngoại giới U Minh Thung Lũng. Những người đó ở Thăng Long thi đấu ly kỳ mất tích, chỉ sợ không là vì cái gì Thần Hỏa Học Viện, mà là vì luân hồi huyền bia. Thi đấu chẳng qua là che người tai mắt mà thôi. Còn như Mính Nhi mất tích, sợ rằng đang tiếp thụ Ma Linh Tử trong truyền thừa, biết cái gì, lúc này mới không nói mà biệt. Diệp Thần con người nóng như lửa. Rất hiển nhiên, Bạch Chấn Đường đối với luân hồi huyền bia cực kỳ biết rõ. Mà các loại đầu mối liên tiếp, Bạch Chấn Đường suy đoán tuyệt đối đến gần thực tế. Hạ Nhược Tuyết cũng ở đây U Minh Thung Lũng. Hơn nữa Linh Vận và Hồn Điện trưởng lão đột nhiên rời đi, nhất định là để ra đi trước U Minh Thung Lũng. Sư phụ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm đi U Minh Thung Lũng. Bạch Chấn Đường khẽ ừ một tiếng. Chuyện này không phải chuyện đùa. Hắn thật ra thì có chút không để ý tới rõ ràng Diệp Thần tại sao đối với luân hồi huyền bia như thế kích động, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, luân hồi huyền bia như vậy thần vật, đổi thành người bất kỳ, có thể không kích động sao? Nhưng là Tử Ngưng trong cơ thể bia hắn không thể nào tùy tiện cho Diệp Thần. Xuân Triệt gật đầu nói, được, Lão Bạch, người trước mang Diệp Thần, đi U Minh Thung Lũng, mà ta và Lão Long. Lại chia đầu đi chỗ khác tìm kiếm Mính Nhi tung tích, chúng ta không thể cầm tất cả trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, dẫu sao quan hệ này Mính Nhi an nguy. Nói xong lời cuối cùng, nguyên bản nhìn như, còn khá là hòa ái Duẫn Triệt, bỗng nhiên tản mát ra một cổ ngút trời sát ý, lạnh giọng nói, nếu là bị ta biết là người khác mang đi Mính Nhi, ta lấy đạo tâm dạy thề, nhất định, muốn cho cái này nhiệt xúc, trả giá thật lớn. Coi như lấy Diệp Thần tâm cảnh. Đều cơ hồ phải bị Duẫn Triệt sát ý sở động đong đưa, đây chính là, Huyền Nguyệt Tông chí cao tồn tại sao? Cực kỳ kinh khủng. Bạch Chấn Đường kéo Diệp Thần, cả người ánh sáng trắng lóe mạnh, liền vô căn cứ trốn vào hư không bên trong, kinh khủng kia không gian phong bạo, ở Bạch Chấn Đường trước mặt, giống như là đứa bé sơ sinh hô hấp vậy, thật là đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Rất nhanh, Bạch Chấn Đường vung tay lên, biến dạng không gian ra. Diệp Thần đi dưới chân vừa thấy, lúc này, bọn họ đã tới một nơi, bị hôi vụ bao trùm thung lũng bầu trời, nồng nặc kia hôi vụ, cho người cực kỳ âm hàn cảm giác, chính là đậm đà cực kỳ âm sát khí. Bạch Chấn Đường mạnh mẽ thần niệm thả ra, qua một lúc lâu sau đó, đối với Diệp Thần nói, đây chính là U Minh thung lũng, trước khi tiến vào, chúng ta cũng nên thật tốt nói một chút. Diệp Thần ngẩn ra, mới vừa rồi bởi vì có hai người kia, Bạch Chấn Đường không có nói hết. Bây giờ nhìn lại Bạch Chấn Đường là muốn cùng hắn mở bài ra. Bạch Chấn Đường trong mắt lạnh như băng, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, người tới Huyền Nguyệt Tông, có phải là vì luân hồi huyền bia đi?
Ừ, Diệp Thần nói như đinh chém sắt. Ngươi tại sao phải luân hồi huyền bia? Ngươi có biết ta Huyền Nguyệt Tông miễn cưỡng đời đời bảo vệ luân hồi huyền bia, không thể nào giao nó cho người ngoài. Bạch Chấn Đường lời nói bây giờ lại mang một tia sát ý. Cố nhiên hắn thích Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần đối với luân hồi huyền bia nổi lên rình rập tâm, trả lời không phù hợp hắn tâm ý, thì nhất định phải giết. Diệp Thần nhìn chằm chằm Bạch Chấn Đường ánh mắt, một bước bước ra, vừa định nói ra nguyên do, luân hồi mộ địa cái hộp kiếm người đàn ông thanh âm vang lên, chuyện người ta bỏ mặc, nhưng là liên quan tới luân hồi huyết mạch và luân hồi mộ địa sự việc, người không được cùng người ngoài tiết lộ. Diệp Thần ngẩn ra, chỉ có thể đối với Bạch Chấn Đường nói, sư phụ, đệ tử thật có nguyên do, ta phải đạt được luân hồi huyền bia, còn như cái gì nguyên do, xin sư phụ tha thứ, ta không cách nào cho biết. Bạch Chấn Đường nghe được câu này, ngược lại là không có ra tay, tiếp tục nói, mỗi một người đều có bí mật, ta không bắt buộc. Huyền Nguyệt Tông bí mật, ta cũng không cách nào và ngươi nói. Diệp Thần lại nói, sư phụ, kết quả như thế nào, mới có thể cầm luân hồi huyền bia giao cho ta. Bất kỳ điều kiện ta đều ở đây không tiếc. Bạch Chấn Đường ngưng mắt nhìn Diệp Thần ước chừng 10 giây. Diệp Thần ánh mắt không có bất kỳ né tránh, hoàn toàn thành ý. Hồi lâu, Bạch Chấn Đường mở miệng nói, ta không giết ngươi, là bởi vì là ta Bạch Chấn Đường sẽ không nhìn lầm người. Người ban đầu phát hiện tử ngưng trong cơ thể luân hồi huyền bia chuyện, thật ra thì ta đang ở phụ cận, ta vốn định giết ngươi, nhưng là thấy ngươi tôn trọng tử ngưng, không có cướp đoạt, ta thu tay lại. Ta nhìn ra luân hồi huyền bia đối với ngươi trọng yếu, mặc dù không biết nguyên do, ta vậy không cần quan tâm. Nhưng là ngươi chẳng lẽ không tò mò, ta vì sao cầm trọng yếu như vậy đồ, phong ấn ở tử ngưng trong cơ thể. Tử ngưng căn bản không có thực lực bảo vệ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, thử dò xét nói, là vì che người tai mắt. Người ngoài căn bản không nghĩ tới cái này luân hồi huyền bia sẽ ở một người cô gái trong cơ thể. Bạch Chấn Đường lắc đầu một cái, sai, sai hoàn toàn. Đây là vì sao, Diệp Thần có chút hồ đồ. Bạch Chấn Đường hai tay chắp sau lưng, nhìn U Minh thung lũng, nói, bởi vì không có luân hồi huyền bia, tử ngưng sẽ chết. Tử ngưng vốn là một cái người sắp chết. Ta lấy luân hồi huyền bia che ở nàng mệnh. Luân hồi huyền bia vì sao sẽ bị vô số người tranh đoạt, trừ sự cường đại của nó trở ra, còn một nguyên nhân khác, kỳ danh, luân hồi. Huyền bia vào cơ thể, lấy thuật pháp là nói, máu tươi làm chất dẫn, có thể coi giữ luân hồi. Nói cách khác, luân hồi huyền bia tương đương với một cái mạng. Ma linh tử sự việc, ta có một kiện chưa nói. Ban đầu ma vực vị kia ma đế chết. Tất cả mọi người tranh chấp quyền lợi, nơi có người muốn nắm trong tay ma đế hết thảy, khát vọng nắm giữ linh võ đại lục. Nhưng là, chỉ có ma linh tử rời đi ma vực, lấy sống chết giá phải trả, đoạt được một khối luân hồi huyền bia. Vì luân hồi huyền bia, ma linh tử giết vô số cường giả, mưa máu gió tanh. Vì luân hồi huyền bia, ma linh tử khởi động cấm kỵ, lấy hao tổn thọ nguyên và tu vi làm giá. Vì luân hồi huyền bia, hắn thậm chí liền mình vợ con cháu đều không chú ý. Nhìn tận mắt chí thân bị giết hại. Hắn trong lòng, chỉ có ma đế. Ma đế chết, hắn muốn dựa vào luân hồi huyền bia, sống lại ma đế. Đây là đại nghĩa. Diệp Thần giật mình. Hắn thậm chí cảm giác được mi tâm ác ma mắt xúc động. Đây là một đoạn liền ác ma chi mắt cũng không biết lịch sử. Hồi lâu, Bạch Chấn Đường đối với Diệp Thần nói. Ngươi bây giờ còn muốn lấy được khối kia luân hồi huyền bia. Lấy ngươi tử ngưng sư tỷ mệnh làm giá. Diệp Thần trầm mặc. Luân hồi huyền bia cố nhiên trọng yếu, nhưng là hắn không thể nào để cho tử ngưng sư tỷ chết. Sư phụ, tử ngưng sư tỷ bệnh, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Diệp Thần vẫn là nói. Bạch Chấn Đường lắc đầu một cái, không có, linh võ đại lục y đạo thông thiên người cũng bó tay. Trừ phi linh võ đại lục thần quốc. Diệp Thần lại bối rối. Làm sao bây giờ lại kéo ra một cái thần quốc? Linh võ đại lục có đông tây nam bắc bên trong năm đại vực, thậm chí còn có ma vực, nhưng là thần quốc, hắn chưa từng nghe nói qua. Bạch Chấn Đường tiếp tục nói, người tới linh võ đại lục không lâu, tự nhiên không biết cái này người tồn tại. Phần lớn võ giả, cho dù là phong môn tồn tại, cũng có rất nhiều người, không biết thần quốc tồn tại, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là...
bọn họ còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh sợ, phong môn tồn tại, cũng không đủ tư cách biết thần quốc. Cái này thần quốc, nên có kinh khủng dường nào. Bạch Chấn Đường tiếp tục nói, chỉ có thái hư trên tồn tại, mới có tư cách hiểu được liên quan tới thần quốc chuyện, mà xem ta như vậy nắm trong tay Huyền Nguyệt Tông bí mật, lại còn sống không biết bao lâu lão gia, hướng về phía thần quốc, cũng bất quá là kiến thức nửa vời mà thôi. Duy nhất có thể khẳng định, chính là, thần quốc rất mạnh. Mạnh được không tưởng tượng nổi. Hắn sở dĩ gọi là thần quốc, chính là bởi vì, thần quốc bên trong cường giả, nắm trong tay linh võ đại lục hết thảy, là chân chánh thần minh giống vậy tồn tại. Thần minh, nghe được Bạch Chấn Đường nói như vậy, Diệp Thần cũng không khỏi được kinh hãi. Bạch Chấn Đường là Huyền Nguyệt Tông xứng đáng không thẹn cường giả đỉnh phong, liền hắn, đều như vậy hình dung cái này thần quốc cường giả. Như vậy, cái này thần quốc, tất nhiên vô cùng đáng sợ. Bạch Chấn Đường nói tiếp, cho nên, rất nhiều cường giả mơ ước, chính là tiến vào thần quốc, và thần quốc so sánh, ta Huyền Nguyệt Tông, Linh Tiên Đế Cung, Hồn Điện, chính là một đùa giỡn, nhưng là, thần quốc, cũng không phải tốt như vậy vào. Hơn nữa, ta nghe, vị kia ma đế chết, thậm chí còn linh võ đại lục đệ nhất thế lực tuyệt hàn đế cung tiêu diệt, đều có vậy thần quốc bóng dáng. Tục truyền nói, hàng năm, thần quốc sứ giả, cũng sẽ ở toàn bộ linh võ đại lục trên, tìm kiếm tư chất tuyệt đẹp thiên tài, là bọn họ đánh lên thần hỏa dấu vết, mà có loại này con dấu thiên tài, tương đương với, đã liền thần quốc trừ bị danh sách. Diệp Thần có chút mộng, cái này dấu vết là ai cho mình đánh? Vì sao hắn không có một chút ấn tượng? Diệp Thần không khỏi hỏi tới, vậy muốn như thế nào, mới có thể chân chánh tiến vào cái này thần quốc đâu? Bạch Chấn Đường lắc đầu nói, cái này, ta thì không rõ lắm, đến lúc đó, nếu như ngươi thật đạt tới tiến vào thần quốc tiêu chuẩn, thần quốc sứ giả, hẳn biết chủ động tiếp xúc ngươi. Nhưng là, nghe nói, cái này thần hỏa con dấu người có, phần lớn đều là thần quốc bên trong một ít cường giả ở lại linh võ đại lục lên huyết mạch. Đây chính là nói, những thiên tài này, mặc dù mình không biết, nhưng là, sau lưng của bọn họ, nhưng có cực mạnh thế lực, cái loại đó thế lực. Cũng không phải là, linh võ đại lục lên thế lực, có thể so được. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi hơi cau mày, hắn đến từ thấp võ thế giới, tự nhiên, không thể nào là cái gì thần quốc cường giả ở lại linh võ đại lục huyết mạch. Đồ nhi, có một chút ta không biết, người giấu vết tựa hồ đã sớm đánh lên, vì sao sẽ ở Thăng Long thi đấu cho thấy mấy phần. Chẳng lẽ cái này thần quốc và thần hỏa học viện có liên lạc? Thần hỏa giấu vết, thần hỏa học viện. Đồ cũng có thể. Sau này ngươi đi thần hỏa học viện, có thể từ từ truy tìm. Diệp Thần rơi vào trầm tư. Hắn tựa như chạm tới. Côn Lôn hư Diệp gia, vực ngoại vẫn thạch, luân hồi mộ địa, vĩnh hằng thánh vương, ác ma mắt. Những thứ này quanh thân hết thảy, tựa như và cái này cái gọi là linh võ đại lục thần quốc có rất lớn liên lạc. Tựa hồ, Côn Lôn hư Diệp gia, sợ rằng thật không có đơn giản như vậy. Nếu không mình một gia xanh ở Ninh Ba tiểu tử, làm sao có thể bị cuốn vào cái này đại cuộc? Lại làm sao có thể sẽ có nghịch thiên kia luân hồi huyết mạch? Bạch Chấn Đường cười nói, tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thần quốc chuyện, còn rất xa xôi, sợ rằng, ít nhất cũng phải ở ngươi bước vào tinh khiếu sau này, mới cần phải cân nhắc, bây giờ, ngươi vẫn dựa theo vốn là an bài, tiến vào thần hỏa học viện, xem có thể hay không đụng chạm bí mật gì. Diệp Thần gật đầu một cái, thần quốc, khoảng cách hắn, quả thật còn quá xa vời. Bạch Chấn Đường lại nói, thần quốc mặc dù mạnh, trở thành thần quốc người, cũng có vô số chỗ tốt, nhưng nguy hiểm trong đó, cũng là có thể tưởng tượng được. Nếu như ngày nào ngươi thật có cơ hội tiến vào, nhớ lấy cẩn thận. Đúng rồi, còn có một việc ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Diệp Thần thân thể ngẩn ra, hỏi cái gì? Bạch Chấn Đường cười. Mày trắng động một cái, lời nói ra kinh người nói, tựa hồ. Thần hỏa học viện cũng có một khối luân hồi huyền bia. Thà đánh tử ngưng chú ý, không bằng nghĩ biện pháp làm sao bắt lại khối kia thần hỏa luân hồi huyền bia. Giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn ngừng thở. Tử ngưng trong cơ thể một khối, ma linh tử một khối, nếu như hơn nữa thần hỏa học viện vậy một khối. Hắn đã biết ba khối luân hồi huyền bia tung tích. Diệp Thần vừa định truy hỏi cái gì, Bạch Chấn Đường liền nói, tốt lắm, đừng quên chuyến này mục đích,
người hạ đi tìm Mính Nhi đi. Diệp Thần sững sốt một chút, chỉ mình nói, liền ta một người. Sư phụ ngươi không cùng ta cùng nhau đi xuống. Bạch Chấn Đường nhàn nhạt nói, ta đối với vậy luân hồi huyền bia không có hứng thú. Hơn nữa, chúng ta đã bị một chút không phải đồ phát hiện, ta tự nhiên phải ở chỗ này đối phó bọn họ. Dứt lời, Bạch Chấn Đường liền biến mất. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể một mình đi. Tiến vào hồi vụ chi địa, vô tận âm lãnh tấn công tới. Không biết như thế nào. Cùng lúc đó, U Minh thung lũng chỗ sâu. Một tòa tàn phá đền trước. Đền vòng ngoài bị trận pháp cường đại bọc, trận pháp ra, sức sống hoàn toàn không có. Mà đền cửa chỗ, một khối đồng xanh bảng hiệu treo. Trên đó viết bốn chữ. Ma đế cố hương. Chỉ vì là đã từng, ma đế còn chưa trưởng thành lúc và ma linh tử đi qua nơi đây, uống một ly trà. Ma đế chết sau đó, ma linh tử liền ở chỗ này xây một nơi đền. Hắn không biết ma đế quê nhà ở đâu, chỉ có thể đem điều này duy nhất trí nhớ ấm áp chi địa, thành tựu ma đế cố hương. Mà giờ khắc này cái gọi là ma đế cố hương. Bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Trên đất đều là máu tươi. Mà máu tươi trên, là một cái cổ thi thể. Cùng với mấy cái sát ý đậm đà tồn tại đứng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện một người trong đó chính là Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long thương thế khôi phục hơn nửa, trong mắt âm lãnh hết sức, hắn bên người đứng một cái khí tức cường đại hồn điện trưởng lão. Từ hồn điện trưởng lão thân phận ngọc bài tới xem, người này ở hồn điện cực kỳ cao quý. Hồn điện trưởng lão lau sạch khóe miệng đỏ bừng máu, nhìn về phía trước mặt mấy người, nói, Vạn Yêu Cốc, Linh Tiên Đế Cung, các ngươi thật lấy là khối kia ma linh tử bia tốt như vậy cầm. Các ngươi bị thương ta, chẳng lẽ liền cho rằng có thể phá vỡ cái này ma linh tử dùng tánh mạng làm giá thiết lập trận pháp. Hạ Nhược Tuyết mắt lạnh nhìn lướt qua ma đế cố hương vậy mấy chữ, không biết vì sao, nàng cảm giác nơi đây và nàng Minh Minh bên trong có chút liên lạc. Còn như cụ thể vì sao, không nói được. Nàng nhìn một cái bên cạnh Linh Vận, thở dài một tiếng. Không biết Diệp Thần ở Thăng Long thi đấu như thế nào. Hắn cũng có thể trở thành vậy 49 người đi. Hạ Nhược Tuyết tiến vào Thăng Long thi đấu bí cảnh, nhưng là lại không có và người bất kỳ tiếp xúc, mà là dựa theo Linh Vận yêu cầu, đi thẳng tới U Minh thung lũng. Đến nơi này, nàng mới biết được, Thăng Long thi đấu lại có Diệp Thần tham gia. Chỉ tiếc hết thảy đã trễ rồi. Nàng biết Linh Vận đối với vật kia quan tâm. Vậy cái gọi là luân hồi huyền bia, Linh Vận không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt. Giờ phút này, Linh Vận con ngươi lạnh như băng nhìn vị kia hồn điện trưởng lão, cười nói, hồn điện thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, ta vốn cho là điều bí mật này không mấy người biết, nhưng là lại không nghĩ rằng, các ngươi ngược lại sớm đến. Vậy bảo bối giá trị, người ta trong lòng đều biết, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi hồn điện đang bận đối phó Vạn Kiếm Đế Cung đi. Đã lâu như vậy, Vạn Kiếm Đế Cung còn không có bắt lại, các ngươi hồn điện thật đúng là không được chứ. Nghe được câu này, hồn điện trưởng lão sắc mặt tái xanh. Vạn Kiếm Đế Cung chuyện, đơn giản là vũ nhục của bọn họ. Vốn cho là mấy ngày là có thể bắt lại, cái này cũng mấy tháng. Hắn hồn điện bởi vì chuyện này không thiếu bị người cười nhạo. Hồn điện trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía khác một bên ngoài ông già, nói, người Vạn Yêu Cốc vậy dự định đối với ta hồn điện ra tay. Linh Tiên Đế Cung có thể khó đối phó. Vậy Vạn Yêu Cốc ông già vui vẻ cười to, sờ một cái râu, ta Vạn Yêu Cốc hết thảy tùy duyên, còn như vậy đồ vật bên trong, ta ngược lại không quá để ý. Bất quá, thiếu chủ nhà ta nếu đã tới nơi này, vậy muốn bắt đồ về nhà. Hồn điện trưởng lão ngẩn ra, nhà các ngươi thiếu chủ cũng tới. Ông già lông mày nhướn lên, thiếu chủ bây giờ ở bên ngoài, giải quyết một chút phiền toái. Dẫu sao, chỗ này, vượt ít người biết càng tốt, không phải sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí lần nữa ngưng trọng. Mà giờ khắc này Diệp Thần, ở hôi vụ bên trong nhanh chóng phun trào. Lần này, hắn đúng là cảm giác được luân hồi huyền bia tồn tại. Hắn mặc dù không biết Mính Nhi và Nhược Tuyết ở nơi nào, nhưng là Minh Minh bên trong cảm ứng, nói cho hắn cái phương hướng này không sai. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh.
hắn hoàn toàn không có phát hiện mi tâm ác ma mắt lại phát ra một tia nhởn như quang. Tựa như bị thứ gì kích động một nửa. Đột nhiên, Diệp Thần bước chân dừng lại. Một cổ huyết khí nồng nặc tấn công tới. Hơn nữa, hắn phát hiện trước mắt khắp nơi là thi thể. Trừ thi thể trở ra, còn có yêu thú hơi thở, cực kỳ cổ quái. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, hắn cảm giác được cái gì, vội vàng hướng phía bắc đi. Càng đến gần, hắn càng phát ra cảm giác được một cổ sát khí. Phát ra cái này cùng sát khí người, thực lực, tuyệt đối không kém. Hơn nữa quỷ dị chính là, sát khí này bên trong, còn hàm chứa, một cổ đậm đà cực kỳ yêu khí. Cái này phát ra sát khí người, lại là một người huyết mạch cực kỳ cường đại yêu tộc. Diệp Thần hơi cau mày, không chỉ là cái này phát ra sát khí người, ở sau lưng, còn có mấy mười đạo đậm đà yêu khí, mỗi một đạo, cũng không dưới tại vận may hậu kỳ. Hơn nữa, trong này còn có một đạo, hắn khá là quen thuộc hơi thở. Tư không phi tinh. Ngày đó, thăng tiên kết thúc, Tử Ngưng mang hắn và Long Huyền ở một nơi đụng phải một đám quái dị người. Một người trong đó để cho Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Đó chính là Tư không phi tinh. Cố nhiên Diệp Thần ánh mắt cực cao, nhưng không khỏi không thừa nhận Tư không phi tinh rất mạnh. Hơn nữa từ Long Huyền nói tiếng nói tới xem, Tư không phi tinh thân phận cực kỳ không bình thường. Rất có thể đến từ linh võ đại lục năm vực trong đó một vực hoàng tộc. Vốn là Tư không phi tinh nói là hy vọng và Diệp Thần ở Thăng Long thi đấu gặp nhau. Bây giờ nhìn lại, hai người không có gặp nhau là bởi vì là, Tư không phi tinh sau lưng hoàng tộc cũng đúng khối kia ma linh tử luân hồi huyền bia cảm thấy hứng thú. Ngoài 10 dặm, máu tươi khắp nơi, thi thể càng nhiều. Một cái thanh niên tóc xanh đạp một cái cả người là máu thanh niên, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm nụ cười. Thanh niên tóc xanh kêu Chu Vĩ, là Vạn Yêu Cốc thiếu chủ. Hắn một đôi mắt xanh mắt nhìn xuống mọi người, vô hình trung lộ ra khinh miệt, lạnh lùng nói, có ít thứ, không phải các ngươi có thể chấm mút biết chưa. Thanh niên khạc ra một búng máu, nhìn một cái mình người mang tới toàn bộ chết, trừng mắt ngưng mắt nhìn Diêu Tông. Ngươi có biết ta thân phận, ta khuyên ngươi bây giờ thả ta, hơn nữa quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ta định để cho ngươi hối hận. Chu Vĩ tựa như nghe được cái gì tốt cười cười nhạo. Vui vẻ cười to, ngươi chính là tạo hóa cảnh, có thể có thân phận gì? Còn để cho ta quỳ xuống. Huống chi, ngươi thân phận còn có thể mạnh hơn ta Vạn Yêu Cốc sao? Dứt lời, Chu Vĩ một cước dậm ở thanh niên trên chân, xương bể nát chi tiếng vang lên. Nhưng mà, để cho Chu Vĩ bất ngờ là, thanh niên lại không có thống khổ, càng không có cầu xin tha thứ. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng vang lên. Nếu như ta nói, ta đến từ hoàng tộc đây. Ngươi xác định Vạn Yêu Cốc đắc tội nổi hoàng tộc. Lời này vừa nói ra, Chu Vĩ hơi biến sắc mặt. Hoàng tộc không thuộc về thế lực cao cấp vậy không thuộc về nhất lưu thế lực, nhưng là ở linh võ đại lục mấy vực bên trong, đều là không thể coi nhẹ tồn tại. Sinh nhi là vương, nói chính là đám người này. Chu Vĩ năm ngón tay một chảo, thanh niên giữa eo treo một khối ngọc bài xuất hiện ở bên trong tay hắn. Quả nhiên, trên đó viết mấy chữ. Hoàng tộc, Tư không phi tinh. Tư không phi tinh thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, bây giờ ngươi có biết ta có hay không tư cách? Chu Vĩ có chút bối rối, nhưng là rất nhanh, hắn hốt hoảng bị một tia cười lạnh thay thế. Tư không phi tinh, ngươi nói, cái này u minh thung lũng, ta giết một cái hoàng tộc người, ai sẽ biết? Tư không phi tinh ngay tức thì sắc mặt thảm trắng. Chu Vĩ vui vẻ cười to. Trong tay xuất hiện một chuôi dao nhọn, nói thật, nếu như ta giết một cái hoàng tộc người, sợ rằng ở Vạn Yêu Cốc đủ thổi phồng. Bây giờ, sẽ đưa ngươi lên đường. Một giây kế tiếp, hàn quang lóe lên, dao nhọn như sao rơi đâm về phía Tư không phi tinh. Giờ khắc này, Tư không phi tinh trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Hắn thân trong lòng hoàng tộc huyết mạch, lại chết như vậy. Hắn cũng không nên nói ra cái bí mật kia. Mắt xem dao nhọn thì phải đâm vào Tư không phi tinh thân thể, một chuôi đen nhánh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Chặn lại dao nhọn đường đi. Khí lưu cường đại để cho trên đất máu tươi lại phun trào đi. Mọi người sắc mặt đại biến. Chu Vĩ chợt ngẩng đầu lên, lại phát hiện một cái thanh niên xa lạ. Trong tay thanh niên nắm một chuôi đen nhánh kiếm, khóe miệng phác họa một đạo nghiền ngẫm nụ cười.
Không chỉ như vậy, thanh niên môi mỏng hơi dương ra, thanh âm đạm mạc chậm rãi rơi xuống. Người mới vừa nói, giết người hoàng tộc, ai sẽ biết, đúng không? Xin lỗi, ta bây giờ biết. Đúng rồi, ta kêu Diệp Thần. Đúng rồi, ta kêu Diệp Thần. Những lời này giống như sấm ở trong lòng mọi người nổ vang. Chẳng ai nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một người. Mấu chốt người này hơi thở, bọn họ từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện. Người tới không tốt. Mà giờ khắc này Chu Vĩ dưới chân Tư Không Phi Tinh nhưng là con ngươi trợn to, cực kỳ khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Diệp Thần. Hắn vốn cho là có cường giả xuất thủ cứu hắn, lại không nghĩ rằng cái đó cái gọi là cường giả là Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần đã đột phá đến hợp đạo cảnh. Nhưng mà, hợp đạo cảnh thì như thế nào? Tư Không Phi Tinh khạc ra một búng máu, nói, Diệp Thần, chuyện này và ngươi không liên quan. Người mau rời khỏi. Người đi bây giờ, thông báo hoàng tộc sẽ là ta trả thù. Người đi mau à? Ở hắn xem ra, Diệp Thần xuất hiện chỉ sẽ trắng trắng tống táng hắn tánh mạng. Hắn chỉ hy vọng Diệp Thần có thể chạy trốn. Như vậy, hắn mới có hy vọng báo thù. Nhưng mà, Diệp Thần không có động tĩnh. Chu Vĩ nhìn Diệp Thần, đột nhiên cười lên, ta còn lấy vì ai muốn bảo ngươi, ha ha, như vậy con kiến hôi. Liền Vạn Yêu Cung người làm cũng kém hơn. Chu Vĩ giao nhọn một chuyển, chỉ Diệp Thần nói, nếu như ta là ngươi, ta bây giờ liền quỳ xuống. Nhưng mà, Diệp Thần hoàn toàn không để ý tới sẽ, mà là nhìn về phía Tư Không Phi Tinh, hỏi, ngươi một cái mạng, trị giá bao nhiêu tiền? Tư Không Phi Tinh ngẩn ra, nhưng vẫn là nói, Diệp Thần, nếu như ta hôm nay thật có thể sống được, ta thề, ta hoàng tộc thiếu một mình ngươi thiên đại ân huệ. Diệp Thần gật đầu, được, mạng ngươi, thuộc về ta, không có ai có tư cách động. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn lực một người cuối cùng không đủ, hắn cần đồng minh. Tư Không Phi Tinh sau lưng hoàng tộc ở Linh Võ Đại Lục không bình thường, nói không chừng có nhu cầu thời điểm. Huống chi, Tư Không Phi Tinh nếu biết ma linh tử luân hồi huyền bia tung tích, liền đại biểu hắn rất có thể biết khác luân hồi huyền bia tung tích. Người này, phải cứu. Mà nghe được Diệp Thần những lời này Chu Vĩ, trên mặt vẻ nổi nóng đặc biệt là thịnh. Thằng nhóc, người tựa hồ còn không có làm rõ ràng thế cuộc trước mắt. Mạng mình cũng không bảo vệ được, còn muốn cứu người khác. Thật là buồn cười. Dứt lời, Chu Vĩ sau lưng yêu tộc cường giả liền không ngừng hướng Diệp Thần đến gần. Tư Không Phi Tinh cau mày nói, Diệp Thần, người xác định sao? Mặc dù, hắn biết Diệp Thần thực lực rất mạnh, nhưng là... Vậy còn không có đạt tới tạo hóa cảnh bước, mà những thứ yêu thú này bên trong, vận may hậu kỳ yêu thú, thì có mấy đầu. Thậm chí còn có hai đầu, vận may tầng 9 thiên đỉnh cấp yêu thú. Như vậy một bầy quái vật, căn bản không phải Diệp Thần có thể chống lại. Diệp Thần cười nhạt nói, một đám xúc sinh, có gì sợ hãi chi, ta đứng ở chỗ này, không cần ra tay, hắn liền không có tư cách động ta. Kiếm rơi, cắm ở trên mặt đất. Thê lương hơi thở phun trào. Một đạo bình phong che chở trận pháp ngay tức thì đem Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh bọc. Khiêu khích. Cực đoan khiêu khích. Chu Vĩ sau lưng yêu thú thủ hạ tức giận gầm thét. Tiếng vang chấn thiên. Ha 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 ha. Chu Vĩ cười như điên, híp mắt nhìn về phía Diệp Thần nói, không nghĩ tới cái này phế vật, thật vẫn rất cuồng à. Có ý tứ, thật biết điều, ta cũng không nhịn được. Thấy được ngươi quỳ xuống đất cầu khẩn ta tha ngươi lúc bộ dáng. Hắn chợt bấm một cái quyết, cả người yêu khí bùng nổ, hiện ra hắn nguyên hình, lại là một đầu cả người phỉ thúy vậy miếng vảy, mấy chục mét dài, thùng nước lớn bằng chăn lớn. Vậy con chăn miệng phun tiếng người nói, cho ta toàn lực nổ cái này trận pháp phòng ngự. Một lũ yêu thú, phát ra từng tiếng thú hống sau đó, cùng chung hướng về phía bao phủ Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh trận pháp, phát khởi công kích. Vô số đạo cực là cường đại công kích, tiếp liền oanh tạc ở trận pháp phòng ngự màn sáng trên, may là bộ trận pháp này, đẳng cấp cực cao, cũng không khỏi một hồi kịch liệt lay động. Tư Không Phi Tinh hơi biến sắc mặt, công kích này lực lượng, thật là mạnh. Nhưng là một khắc sau, tất cả yêu thú, đều đang đồng thời dừng lại công kích, liền liền Chu Vĩ đều là hai tròng mắt bên trong, lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Thần lại, từ vậy trận pháp phòng ngự bên trong, đi ra. Cứ như vậy,
đi tới cái này một đám khủng bố yêu thú trước mặt. Hơn nữa, còn một bộ lạnh nhạt hình dáng. Người này, thì thật muốn chết như vậy sao? Chu Vĩ phục hồi tinh thần lại, vui vẻ cười to đứng lên nói, người thật là ngoài dữ liệu à. Mặc dù là phế vật, nhưng cũng coi là một thú vị phế vật, thành công chọc cười bổn thiếu chủ. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn trước mặt một lũ yêu thú, lạnh giọng nói, các ngươi là chuẩn bị từng bước chết, vẫn là, cùng chết. Nếu những thứ yêu thú này, muốn mạng hắn, như vậy, hắn tự nhiên, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ha 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 ha, Chu Vĩ lần nữa cười như điên nói, ta không nghe lầm chứ. Tên này, còn muốn chúng ta đồng loạt ra tay, vậy sợ rằng, trong nháy mắt, liền cặn bã cũng không biết còn lại chứ. Như vậy, há chẳng phải là, quá tiện nghi hắn. Chu Vĩ lần nữa hóa làm người thân, nói, bổn thiếu chủ hôm nay tự mình động thủ, ta ngược lại là phải thăm ngươi kiêu ngạo đến từ nơi nào. Đột nhiên, một cái trong đó cả người yêu khí ông già cảm giác được cái gì, còn người đông lại một cái, đối với Chu Vĩ nói, thiếu chủ, người này khí tức trên người có chút cổ quái, dùng tới bí pháp, không thể khinh thường. Đối phó hắn, còn phải dùng tới vậy cao nhất bí pháp. Chu Vĩ nghe vậy, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ bất mãn. Hắn sư phụ truyền thụ hắn một môn, có thể đại phúc nâng cao thực lực bí thuật, bất quá, đối với xem Diệp Thần như vậy, vận may cũng không có đạt tới võ giả, còn phải dùng tới bí pháp, cái này làm cho hắn khá là khó chịu. Chu Vĩ xuất thân, thật ra thì, cũng không đơn giản, hắn là Vạn Yêu Cốc cốc chủ cái thứ 8 nhi tử, mặc dù ở mình anh em bên trong, tư chất chỉ là vậy, nhưng là, đặt ở linh võ đại lục, đây tuyệt đối là, các thế lực lớn sẽ điên cuồng tranh đoạt thiên tài. Hắn thân cái yêu tộc cao cấp huyết mạch, thiên thanh mãng máu, mặc dù không có thừa kế quá nhiều cốc chủ nuốt long giao huyết mạch, nhưng là, cũng là cực kỳ cường hãn. Cho nên, Chu Vĩ, cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Chu Vĩ hướng Diệp Thần đi tới, nói thằng nhóc, mặc dù, đối với người vận dụng bí thuật, đơn giản là giết gà dùng châu đao, bất quá, nếu do người như thế hy vọng, liền cho người cái này chết ở ta bí thuật dưới vinh hạnh đi, rất nhanh, người liền có thể biết. Cái gì mới là, lực lượng chân chính? Diệp Thần nghe vậy, nhìn lướt qua Chu Vĩ nói thật, ta còn rất muốn biết giết Vạn Yêu Cốc thiếu chủ là cảm giác gì. Giờ khắc này, Chu Vĩ giận dữ ngược lại cười, cả người khí thế ngay tức thì bạo tăng, trong nháy mắt, đã ép tới gần nửa bước tinh khiếu cường độ. Hắn một đôi mắt xanh híp lại, trong mắt hàn mang điên cuồng lóe lên, hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, lấy một tên phế vật mà nói. Ngươi quả thật cuồng được có thể, bất quá rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, một cái thật ngông cuồng phế vật, kết quả, thường thường cũng càng thêm thê thảm, hy vọng chờ lát nữa, ngươi không yêu cầu tha. Cầu xin tha thứ, Diệp Thần cổ tay lộn một cái, một chuôi toàn thân đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong tay. Làm Diệp Thần cầm thú hủ kiếm ngay tức thì, một đạo hỗn hợp thần tính uy áp, hổ thần sát và kỳ lân sát, uyển thực chất yếu sát ý, hướng về phía Chu Vĩ. Cuồng dũng tới. Ở kinh khủng này sát ý bao phủ hạ, Chu Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, óc một mảnh hỗn độn, cả người linh lực cũng lâm vào ngưng trệ một cái bên trong, khó mà vận chuyển, mà ở hắn tầm mắt bên trong, chỉ gặp Diệp Thần hóa thân một đạo kim quang, cực nhanh tới. Giờ khắc này, Chu Vĩ rốt cuộc rõ ràng Diệp Thần bình tĩnh lý do, bởi vì liền vào giờ khắc này, hắn cảm thấy tử vong sắp hạ xuống. Sống chết đang lúc. Hắn phát ra một ngày vô cùng là hí the thế, ngay tức thì hóa là nguyên thân, yêu khí cường đại bộc phát ra, chọc thủng sát ý giam cầm. Hắn đầu rắn lên lưu lại mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn trước thời hạn phát động bí thuật, thực lực đã đạt tới nửa bước tinh khiếu, bây giờ mới có thể tiếp theo bùng nổ yêu khí đột phá giam cầm, nếu không, sợ rằng thật chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Nhưng là, dù vậy, cũng đã quá muộn, Diệp Thần, đã đến Chu Vĩ trước mặt. Mà Chu Vĩ, lúc này lại cũng không quản được, cái gì nương tay, cái giáo gì dục Diệp Thần, toàn lực ra tay, lá bài tẩy dốc hết, hướng đã tới trước mặt Diệp Thần, phát động một kích mạnh nhất. Ầm một tiếng vang thật lớn, theo dự đoán công kích đụng nhau, cũng không có phát sinh, mà là Chu Vĩ nhất kích, hung hăng được đập xuống đất. Chu Vĩ ánh mắt run lên. Điều này sao có thể, hắn rõ ràng, thấy được Diệp Thần đang ở trước mắt, làm sao, ngay tức thì biến mất. Đây là, Chu Vĩ sau lưng, vang lên Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt. Ngươi cảm thấy,
có người sẽ hướng một con kiến hôi, cầu xin tha thứ sao? Kinh thiên kiếm quang cùng nhau, ở thú hủ kiếm ra chỉ dưới, Diệp Thần, chém ra không thể so sánh chí cường một kiếm. Một kiếm này, hung hãn chém vào Chu Vĩ trên mình. Yêu tộc vậy vô cùng là bền bỉ phòng ngự, lại tựa như giấy dán vậy. Chu Vĩ thân xác, ở dưới một kiếm này, hoàn toàn nổ tung. Liền hắn thần hồn, đều ở đây trong nháy mắt mất đi. Yên lặng, không có một người, có thể phát ra âm thanh. Thậm chí ngay cả hô hấp, đều quên. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt phát sinh một màn. Nửa bước tinh khiếu Chu Vĩ, cứ như vậy, bị Diệp Thần, một kiếm chém chết. Bị một cái, hợp đạo cảnh tầng 2 thiên võ giả. Đây chính là Chu Vĩ à? Vạn yêu cốc thiếu chủ, thân cái cao cấp thiên thanh mãng huyết mạch Chu Vĩ à? Chớ nói chi là, hắn còn dùng bí thuật, đem mình thực lực, tăng lên tới trình độ cao nhất. Diệp Thần thực lực, làm sao có thể không gọi người nghẹt thở? Liền liền những cái kia thị huyết yêu thú, thấy một màn này, đều có chút sợ hãi. Diệp Thần nhìn trong tay thú hủ kiếm, lộ ra một nụ cười châm biếm, cái này thú hủ kiếm, so hắn tưởng tượng, mạnh hơn. Bất quá linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn nửa. Vận dụng một kiếm này, giá phải trả cũng có chút. Vạn yêu cốc thiếu chủ bỏ mình, nhóm thú gầm thét, rối rít đối với Diệp Thần phát động công kích, trong đó hai con vận may đỉnh cấp yêu thú, hắn công kích uy thế, lại là cực kỳ kinh khủng. Nhưng là, kinh khủng nhất, nhưng là tới từ cái đó yêu tộc hơi thở ông lão công kích. Ông già cả người hơi thở bùng nổ, lại so Chu Vĩ sử dụng bí thuật sau hơi thở, mạnh hơn. Đồng thời, một đạo tản ra đậm đà âm khí quỷ dị bóng tối hiện lên, phát ra kinh thiên một móng. Tựa như thương khung hạ rơi xuống vậy, đè hướng Diệp Thần. Tư không phi tinh không khỏi được ánh mắt buồn bã, như vậy hợp kích dưới, chính là tinh khiếu võ giả, nếu như đánh phải, cũng được ngay tức thì mất đi chứ. Đồng thời, hắn cũng là vô cùng làm tâm kinh, Diệp Thần thực lực, lúc nào, mạnh đến loại này. Nhưng là ở kinh khủng như vậy thế công hạ, Diệp Thần, thật có thể ngăn cản được sao? Mà lúc này, Diệp Thần chính là hít sâu một hơi. Vẫn nộ quát, thú hủ kiếm, để cho ta tham ngươi bất hủ kiếm ý. Cũng bỏ trở lại cho ta. Ngay tức thì, nguyên bản thi triển thần ma luân hồi quyết, đã khá là cao lớn Diệp Thần, thân hình lần nữa dương cao, trên mình trừ màu tím thần văn ra, vậy bắt đầu hiện lên đạo đạo màu đen ma văn. Cảm thụ trong cơ thể gần như vô cùng lực lượng, Diệp Thần hướng về phía vậy mấy chục đạo có thể bể tan tành vùng đất công kích, phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Hắn cả người tản mát ra kim ánh sáng màu đen, trong tay thú hủ kiếm, vậy phát ra từng cơn thanh minh. Rốt cuộc, Diệp Thần động, hướng về phía vậy đầy trời công kích, chém ra chí cường một kiếm. Một kiếm này, đủ để tan biến thiên địa. Một kiếm này, có thể chém chết hết thảy. Ầm một tiếng vang thật lớn, vang khắp toàn bộ U Minh thung lũng, vậy làm cho cả mặt đất gian, cũng hơi dao động. Trời cao bên trong ánh sáng trắng lóe mạnh. Lại là Bạch Chấn Đường đều bị công kích này thức tỉnh, không xuất thủ không được. Mà khoảng cách gần mắt thấy công kích này đụng nhau tư không phi tinh, đơn giản là tâm thần rung động đến tột đỉnh. Mạnh, mạnh đến không cách nào hình dung. Cái này còn là cái đó, đã từng bị mình đè ép mấy phần Diệp Thần sao? Làm sao chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Diệp Thần, là có thể mạnh như thế nhiều. Một kiếm này, cũng không cần phong ấn. Đủ để chính diện chém chết, tinh khiếu cảnh tầng trời một cường giả chứ. Đồng thời, tư không phi tinh cũng là mặt lộ cười khổ. Thuở nhỏ, hắn đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong tài năng xuất chúng, tiến bộ của hắn tốc độ, có thể nói tuyệt thế. Cho nên, hắn cho tới nay, cũng tự nhận là, thiên phú sẽ không thua người bất kỳ. Nhưng là, ngày hôm nay, hắn mới biết, mình tầm mắt, quá chật hẹp. Ngày hôm nay, hắn mới biết. Nguyên lai trên thế giới, còn có Diệp Thần như vậy, chân chính nghịch thiên tồn tại à. Một kiếm sau này, Diệp Thần vẫn đứng tại chỗ, nhưng dưới chân hắn đất đai, hoàn toàn tan vỡ thành vết rách. Mà Diệp Thần, liền đứng ở đó vết rách bên trong, tùy ý chảy loạn phun trào, hắn thân hình, sừng sững không nhúc nhích. Bất quá, Diệp Thần trên mình, vậy giống vậy để lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng mà... chân chính làm cho lòng người hoảng sợ ưng. Diệp Thần vết thương trên người,
lại đang nhanh chóng khép lại. Đây cũng không phải là ngoại thương bình thường à. Tạo hóa cảnh đỉnh cấp yêu thú hợp lực công kích, đều là ẩn chứa quy luật lực. Mà Diệp Thần cho dù là ở quy luật lực tổn thương dưới, cũng có thể nhanh như vậy khép lại. Như vậy, chỉ có thể nói minh, Diệp Thần sinh mệnh lực và thể xác cực kỳ cường hãn. Đây quả thực, là chân chánh thần ma khu. Lúc này, giống như ma thần giống vậy Diệp Thần, từng bước, hướng ông già đi tới. Ông lão hai tròng mắt bên trong, toát ra sợ hãi thần sắc, thật là khó mà tin tưởng, mình nhìn thấy gì. Cái này ông già, đã tồn tại không biết bao lâu, thậm chí, trải qua vậy võ đạo, tu hành, ở linh võ đại lục nhất là phồn vinh thịnh vượng thời đại. Thời điểm đó phổ thông võ giả, đặt ở bây giờ linh võ đại lục, đều có thể tính là thiên tài. Mà khi đó, thiên tài nhiều vô số kể, hơn nữa mỗi một thiên tài, ở bây giờ linh võ đại lục, đều có thể gọi là vạn cổ yêu nghiệt. Ông già lấy là, mình đã gặp qua, đủ nhiều thiên tài, đủ nhiều cường giả. Nhưng là, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, xem Diệp Thần như thế nghịch thiên, như thế biến thái tồn tại. Cũng chính là vì vậy, hắn mới có thể rõ ràng, Diệp Thần thiên phú kết quả kinh khủng dường nào, khủng bố đến cho dù là bây giờ, ở nơi này còn không có chân chính lớn lên Diệp Thần trước mặt, hắn đều cơ hồ muốn run rẩy. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tức giận nói, ngươi giết vạn yêu cốc thiếu chủ, ngươi cả đời này cũng không trốn thoát ác mộng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, dùng một câu cực kỳ quen thuộc lời nói hồi kính nói, ngươi nói, cái này u minh thung lũng, ta giết vạn yêu cung thiếu chủ, ai sẽ biết. Lời này một nơi, ông già sắc mặt đại biến, mới vừa muốn mở miệng, kiếm ý biến dạng mà qua. Ông già liên đới những cái kia còn sống yêu thú mất đi thành từng đạo xương máu. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thần nhìn lướt qua trên đất túi đựng đồ, năm ngón tay một chảo, trực tiếp thu vào luân hồi mộ địa. Thu hoạch không tệ. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần ánh mắt rơi vào một mặt đờ đẫn Tư Không Phi Tinh trên mình, ngươi hẳn cái gì đều không thấy được đi. Tư Không Phi Tinh ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên nói, Diệp huynh, ngươi yên tâm, chuyện này ta Tư Không Phi Tinh một người chống được, đối mặt hoàng tộc, vạn yêu cung vậy không dám nói gì. Nếu như không có Diệp huynh, sợ rằng ta Tư Không Phi Tinh đã sớm là vong hồn. Diệp Thần gật đầu một cái, nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tư Không Phi Tinh không dám giấu giếm, nói thẳng, luân hồi huyền bia. Ta hoàng tộc một vị tinh thông vận mệnh thôi diễn ông già, lấy hao tổn thọ nguyên làm giá, tính toán đo lường ra lần này thăng long thi đấu, ma linh tử khối kia luân hồi huyền bia sẽ hiện thế. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Tư Không Phi Tinh, xem ra cái này hoàng tộc xác thực không bình thường. Luân hồi huyền bia như vậy thánh vật đều đang có thể suy diễn. Cho nên người tới đây bên trong cũng là vì tranh đoạt vậy luân hồi huyền bia. Tư Không Phi Tinh nghe được câu này, cười khổ một tiếng, Diệp huynh, ngươi cảm thấy ta nếu quả thật muốn tranh đoạt luân hồi huyền bia, sẽ như thế thê thảm. Lần này, ta chỉ bất quá mang theo mấy cái phụ thuộc mà thôi. Lần này, đến phiên Diệp Thần nghi ngờ, Tư Không Phi Tinh thân phận cao quý, như vậy thánh vật. Tự nhiên sẽ có cường giả kèm theo, mà bây giờ, hiển nhiên chỉ còn lại Tư Không Phi Tinh một người. Một cái tạo hóa cảnh võ giả có cái gì tư cách đạt được luân hồi huyền bia? Nhận ra được Diệp Thần nghi ngờ, Tư Không Phi Tinh sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, do dự hồi lâu, vẫn là nói, Diệp huynh, ông cụ kia muốn ta tới U Minh Thung Lũng không phải là vì luân hồi huyền bia, mà là vì kết một đoạn thiện duyên. Ở suy diễn bên trong, hắn nhìn thấy một ít tương lai. Hắn nói cho ta, hoàng tộc muốn vĩnh tồn, nhất định phải ở chỗ này được và một vị đế vương mệnh cách người nghịch thiên kết làm nhân quả duyên. Ta lúc ấy không để ý tới rõ ràng, dẫu sao ta hoàng tộc huyết mạch mới thật sự là đế vương mệnh lệnh, nhưng là ông cụ kia nói cho ta hoàng tộc huyết mạch phàm là trần chi đế, mà đế vương mệnh cách cuối cùng đi về phía, nhưng là thần đế. Lấy thần là đế. Bây giờ ta hiểu vậy ý của lão giả, hắn trong miệng đế vương mệnh cách người nghịch thiên. Chỉ sợ sẽ là Diệp huynh. Có thể lấy hợp đạo cảnh, chém chết nửa bước tinh khiếu tồn tại, chưa bao giờ nghe. Mà vạn yêu cốc thiếu chủ chuyện, chính là ta và Diệp huynh nhân quả duyên. Giờ khắc này, Diệp Thần giật mình. Hắn đúng là thân trong lòng đế vương mệnh cách. Hắn vốn cho là đế vương mệnh cách bất quá là trở thành côn lôn hư đứng đầu.
bây giờ nhìn lại, mình xem thường đế vương mệnh cách. Tư Không Phi Tinh khẽ mỉm cười, đối với thương thế hoàn toàn không quan tâm, nghiêm túc nói, Diệp huynh, cái này U Minh thung lũng còn có 3 cái thế lực. Theo thứ tự là Linh Tiên Đế Cung, Hồn Điện cùng với một vị vạn yêu tộc trưởng lão. Cái này 3 cái thế lực muốn phải không tiếc bất cứ giá nào đạt được khối kia luân hồi huyền bia, nhưng là, sợ rằng chuyện cùng mong muốn. Diệp thần con người đông lại một cái, hỏi cái này luân hồi huyền bia cuối cùng bị người nào nơi được. Tư Không Phi Tinh cười ha ha một tiếng, vị kia hoàng tộc ông lão câu trả lời đã nói rõ hết thảy. Đột nhiên, Tư Không Phi Tinh thu liếm nụ cười, ngưng trọng nói, bất quá Diệp huynh, có chuyện ngươi phải rõ ràng. Luân hồi huyền bia là thần quốc coi trọng vật, một khi dẫn động, vô cùng có thể đưa tới thần quốc cường giả, đến lúc đó. Tư Không Phi Tinh muốn nói lại thôi. Ban đầu khối này luân hồi huyền bia chính là ma linh tử từ thần quốc bên bờ chi địa giành được, xài giá cực lớn. Hồn điện và linh tiên đế cung ân cần như vậy, chỉ sợ sẽ là vì thần quốc người. Tóm lại, hết thảy cẩn thận. Diệp thần lần nữa nghe được thần quốc 2 chữ, rung động trong lòng liền mấy phần, hỏi tới Tư Không Phi Tinh, người đối với thần quốc liền hiểu mấy phần. Tư Không Phi Tinh lắc đầu một cái, những chuyện này, ta nào có tư cách biết, chỉ là từ lão kia người trong miệng biết được. Có ít thứ ta không tiện nói, Diệp huynh đã tiến vào thần hỏa học viện liền đi, sau này có lẽ sẽ tiếp xúc một số thần quốc chuyện, người sẽ từ từ rõ ràng. Diệp huynh, lúc này cáo từ, hoàng tộc cho ta nhiệm vụ, đã hoàn thành. Vạn yêu cốc, ta hoàng tộc sẽ một người gánh lên, ngươi không cần lo lắng, hơn nữa ta Tư Không Phi Tinh thiếu Diệp huynh một cái mạng, bất cứ lúc nào, đều có thể tới hoàng tộc, ta sẽ đích thân hoan nghênh. Tiếng nói ghi, Tư Không Phi Tinh liền rời đi. Cố nhiên cả đời thương thế càng bị giày xéo tôn nghiêm. Nhưng là đáng. Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng sẽ không muốn chuyện khác, trực tiếp hướng chỗ sâu đi. Mà cùng lúc đó, chỗ ở đỉnh núi không xa, có 2 đạo thân ảnh, cao treo ở trên không bên trong, xa xa xem chừng Diệp thần. Một người trong đó cười nói, không nghĩ tới, linh võ đại lục bên trong, còn có trời phú như vậy ưu tú tồn tại, thiên phú như vậy, tiếp tục trưởng thành tiếp, cho dù ở chúng ta thần quốc bên trong, cũng có thể được một chỗ ngồi chứ. Một người khác lắc đầu nói, muốn ở thần quốc có một chỗ ngồi, há là như vậy dễ dàng. Tiểu tử này thiên phú mặc dù còn có thể, nhưng là, những phương diện khác đâu. Gia thế, nội tình, thế lực sau lưng, đại năng thưởng thức, hắn có những. Ở linh võ đại lục, nếu như đạt tới phong môn cảnh, cơ hồ liền đại biểu địa vị, mà ở thần quốc đâu. Cuối cùng không đủ tư cách. Dẫu sao chúng ta thần quốc, mới là linh võ đại lục, chân chính nắm giữ, chỉ có từ chúng ta thần quốc đi ra cường giả, mới có năng lực. Gọi là thật đang linh võ đại lục đỉnh cấp. Bắt đầu nói chuyện người kia cười nói, lời tuy như vậy, nhưng là, chúng ta thần quốc, cũng là cần máu tươi mới à, chúng ta âm thầm tới xem bao năm qua Thăng Long thi đấu, không phải là vì tìm tư chất nghịch thiên thiên tài, mời chào hắn tiến vào thần quốc sao? Người trẻ tuổi này, mặc dù không bối cảnh gì, vậy không có được cái nào thần quốc đại năng xem trọng, nhưng là, hắn tư chất, nhưng là đã đạt tiêu chuẩn. Nếu không làm sao có thể có vậy đạo ấn nhớ. Chúng ta 5 năm này tới, một người trừ bị người cũng không có tìm được, đây có thể không có cách nào và những tên kia giao nộp à. Một người khác trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc vẫn gật đầu một cái nói, hy vọng, thằng nhóc này tương lai, không để cho chúng ta thất vọng à. Hi hi, lên chúng ta trừ bị danh sách, liền có thể phòng ngừa những người đó đối với hắn ra tay, nếu như vậy, hắn vẫn là trưởng thành không đứng lên. Thậm chí, không sống nổi nói, như vậy, cũng không có tiến vào thần quốc tư cách, tốt lắm, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta, trở về đi thôi. Trở về, ma linh tử luân hồi huyền bia làm thế nào? Người nọ nghe được câu này, cười một tiếng, ma linh tử luân hồi huyền bia nào dễ dàng như vậy đạt được, cái này U Minh thung lũng cũng chỉ có đám người này làm bí mật mà thôi, trước lúc này, không biết bao nhiêu người đã tới nơi đây. Nhưng là kết cục đều giống nhau. Hoặc là chết, hoặc là sát phũ mà về. Sợ rằng lần này, khối kia luân hồi huyền bia như cũ phong ấn đi, phải biết, đây chính là ma đế cố hương. Nói tới chỗ này, người kia diễn cảm rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói, ma đế và thần quốc thiên đạo cung đánh một trận, thật khó quên à.
hắn là linh võ đại lục đi ra cường giả chân chính, cũng là cái đầu tiên dám khiêu chiến linh võ đại lục thiên đạo tồn tại. Hắn một câu kia, thiên như bỏ ta, thiên cũng có thể gạt, đạo như giết ma, ma lục thiên đạo. Thật thô bạo à, nếu kêu lên thiên đạo thần phục, sợ rằng chỉ có ma đế dám nói. Một người khác đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu, thanh âm run rẩy nói, ngươi đừng quên, trừ ma đế, còn có một người đạp vỡ thiên đạo cung, giết trước một đời thiên đạo cung cung chủ, vậy họ Nhâm vậy quá ngông cuồng. Đột nhiên, người nọ quay đầu, làm dấu chớ có lên tiếng, chuyện này không thể đề ra. Nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hai người ánh mắt trao đổi, không nói nhảm nữa, vô căn cứ biến mất. U Minh thung lũng chỗ sâu nhất. Tàn tạ đền trước. Hồn điện trưởng lão, vạn yêu cốc trưởng lão, thậm chí còn linh tiên đế cung linh vận cũng bị thương thật nặng, hơi thở yếu ớt. Rất hiển nhiên, cái này ba người cũng muốn tranh khối kia đền ở giữa luân hồi huyền bia. Mặc dù vạn yêu cốc trưởng lão và linh tiên đế cung liên thủ, nhưng là hồn điện cường đại nhất không phải võ lực, mà là bí thuật. Hồn điện trưởng lão lấy máu tươi là bí thuật, thời gian ngắn lại tăng lên tới tinh khiếu đỉnh cấp. Lúc này mới ba người đều rối rít trọng thương. Thời gian ngắn muốn khôi phục đỉnh cấp trình độ, căn bản không có thể. Phốc! Linh vận khạc ra một ngụm máu tươi, trắng bệch gương mặt nhìn về phía bên người vẫn không có xuất thủ hạ Nhược Tuyết, nói, Nhược Tuyết, vi sư đã không có xuất thủ quyền lợi, tiếp theo giao cho ngươi, đoạn này thời gian, linh tiên đế cung đem hết thảy tài nguyên toàn bộ chất triệt ở trên mình ngươi, cũng chỉ có ngươi có tư cách tiến vào trong đó. Bây giờ, ngươi cầm vậy hồn điện lão bất tử giết. Ta hy vọng, 5 phút sau đó, trên trận chỉ có ngươi ta đứng. Nếu như ngươi lấy được rồi cái vật kia, ta sẽ cầu cung chủ tháo ra trên mình ngươi vậy đạo thần hồn dấu vết. Thậm chí để cho ngươi có tự do ra vào linh tiên đế cung quyền lợi. Như vậy, nói không chừng ngươi là có thể thấy thằng nhóc kia. Linh vận biết như thế nào kích thích hạ Nhược Tuyết ý chí chiến đấu. Quả nhiên, nghe được linh vận phía sau mấy câu nói, hạ Nhược Tuyết tròng mắt ngay tức thì băng hàn. Tay nàng bên trong sử dụng một chuôi kiếm lạnh lẽo, khí tức trên người hoàn toàn tách thả ra, lại là tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Thậm chí sắp bước vào nửa bước tinh khiếu. Mấy tháng qua này, linh tiên đế cùng đem hết thảy cao cấp tài nguyên toàn bộ đặt ở hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh trên mình. Thậm chí, hạ Nhược Tuyết còn trở thành khối kia thần thạch thí nghiệm người. Mỗi ngày uống, tu vi leo lên cực kỳ nhanh. Chỉ bất quá loại này kỳ hiệu, nhưng tạo thành hạ Nhược Tuyết căn cơ bất ổn, thậm chí linh tiên đế cung căn bản không biết vậy thần thạch biết hay không có tác dụng ngược lại. Vô biên kiếm ý hướng vị kia trọng thương hồn điện trưởng lão đi. Hồn điện trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía bên cạnh Lâm Tuyệt Long, ra tay. Lâm Tuyệt Long gật đầu một cái, vô biên ma khí phun trào. Hắn bởi vì và Diệp Thần đánh một trận, bị thương mấy phần, cảnh giới rơi xuống. Sau bởi vì vậy đạo áo bào đen hư ảnh ra tay, khôi phục mấy phần. Trước mắt cảnh giới kém không nhiều cũng ở đây tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Hạ Nhược Tuyết thấy Lâm Tuyệt Long, hơi thở hơn nữa cuồng bảo. Cũng nói, sư phụ, không cần ngươi nói, ta cũng muốn giết người này. Lâm Tuyệt Long, tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại có thể đi tới linh võ đại lục. Đã như vậy, ta giúp Diệp Thần xóa sạch ngươi cái này uy hiếp. Nháy mắt tức thì, hai đạo kiếm ý xen lẫn nhau chiếu rọi. Vô tận sát khí chiếm đoạt hết thảy. Kinh thiên tiếng nổ không ngừng vang lên, mặt đất lại là như mạng nhện vậy nứt ra. Hồn điện trưởng lão, linh vận, thậm chí còn vạn yêu cốc ông già chỉ có thể lui về phía sau. Đột nhiên, vạn yêu cốc ông già phát hiện cái gì, lấy ra một khối tan vỡ ngọc bài. Sắc mặt đại biến, thiếu chủ xảy ra chuyện. Còn chưa cùng mọi người phản ứng, vạn yêu cốc ông già liền trực tiếp hướng một phương hướng phóng tới. Tựa như, đối với luân hồi huyền bia không quan tâm chút nào. Linh vận khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, vừa vặn, chúng ta thiếu một đối thủ cạnh tranh. Nhược Tuyết, tốc chiến tốc thắng. Hạ Nhược Tuyết con ngươi lóe lên băng hàn ý, quanh thân lại phun trào ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh bay lên trời đi. Thoáng qua trở lại nàng trong kiếm. Phượng phá thương khung. Nháy mắt tức thì, một đầu đỏ rực phượng hoàng từ hạ Nhược Tuyết trong kiếm lao ra. Vô biên lửa cháy mạnh cháy. Lâm Tuyệt Long sắc mặt đại biến, ngón tay bắt pháp quyết,
một đạo màu đen bình phong che chở che ở trước người. Nhưng mà Phượng Hoàng hư ảnh chạm được bình phong che chở tại chỗ xuất hiện vết rách. Lâm Tuyệt Long thầm kinh hãi, cái này tỉnh chiết giang hạ ra ngàn kim tại sao vậy sẽ xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục? Coi như xuất hiện, chẳng lẽ không phải và vậy Diệp Thần chung một chỗ? Làm sao sẽ trở thành Linh Tiên Đế Cung đệ tử? Càng mấu chốt là, Hạ Nhược Tuyết không có hấp thu người khác tu vi năng lực, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Chẳng lẽ là huyết mạch nghịch thiên? Nghĩ tới đây, rất nhanh, Lâm Tuyệt Long hoảng sợ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nếu như hắn hấp thu Hạ Nhược Tuyết công lực vào huyết mạch, vậy có phải hay không ý nghĩa hắn có thể mạnh hơn? Một giây kế tiếp, Lâm Tuyệt Long phá vỡ bình phong che chở, tay phải mang theo ma khí lại bắt được Hạ Nhược Tuyết kiếm. Máu tươi từ lòng bàn tay hắn rỉ ra, nhưng hình thành hắc khí cuồn cuộn dọc theo kiếm lạnh lẽo, hướng Hạ Nhược Tuyết đi. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp nhận ra được không đúng, muốn tránh thoát, nhưng chậm một bước. Vô tận hắc khí giống như một tấm cự thú miệng, cắn nuốt nàng. Hơn nữa, Hạ Nhược Tuyết phát hiện, tựa hồ có vật gì ở chiều ly nàng huyết mạch và tu vi. Đây là cái gì thủ đoạn? Đáng chết! Hạ Nhược Tuyết dùng hết tất cả thủ đoạn muốn rời khỏi, nhưng có phát hiện không tư cách. Má của nàng sát trắng. Hồn điện trưởng lão thấy một màn này, cười, hướng về phía Linh Vận nói, Linh Vận à Linh Vận, người căn bản không biết, Lâm Tuyệt Long cũng không phải là người đơn giản như vậy, hắn và mọi người chúng ta không giống nhau, hắn nắm giữ bí mật, đủ để cho ngươi Linh Tiên Đế Cung sợ hãi. Ha ha! Người cái đó đầu nhi sợ rằng phải chết. Linh Vận tự nhiên phát hiện vấn đề, muốn xuất thủ, nhưng phát hiện hồn điện trưởng lão đã tới trước mặt nàng. Nàng căn bản không cách nào đi cứu Hạ Nhược Tuyết. Hồn điện trưởng lão cười vô cùng dữ tợn, xem ra luân hồi huyền bia là thuộc về chúng ta hồn điện, nói thế nào đi nữa, chúng ta hồn điện công pháp cũng cùng ma linh tử có chút đến gần, xem ra, hết thảy các thứ này đều là định trước. Giờ phút này, Hạ Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng, nàng rất khó chịu. Nàng nhìn Lâm Tuyệt Long vậy âm u gương mặt, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Làm thế nào? Chẳng lẽ mình ở Linh Võ Đại Lục thiết lập hết thảy thì phải hủy trong chốc lát? Nàng còn muốn đi trợ giúp Diệp Thần. Bây giờ, làm sao trợ giúp? Mà Lâm Tuyệt Long trong mắt nhưng là mừng như điên, hắn phát hiện Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể lực lượng lại có thể cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa huyết mạch bên trong còn có một đạo căn nguyên lực, hắn vội vàng bức ra một giọt máu tươi, muốn dùng ma khí hoàn toàn chiếm đoạt Hạ Nhược Tuyết. Nhưng mà, dị biến nổi lên. Ma khí đối với Hạ Nhược Tuyết hấp thu lại hơi ngừng. Hơn nữa, hắn phát hiện hết thảy năng lượng lại thích xem bị phong ấn. Loại cảm giác này, giống như ác mộng. Hắn ở Thăng Long thi đấu bên trong trải qua giống nhau như đúc. Làm sao có thể? Đột nhiên. Hắn con người phóng đại, bởi vì Hạ Nhược Tuyết quanh thân ma khí lại dần dần tiêu tán, một đạo lãnh ngạo bóng người hiển lộ. Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần lâu trụ Hạ Nhược Tuyết eo thon, cả người sát ý ngưng tụ, Lâm Tuyệt Long, phụ nữ của ta ngươi cũng dám động. Một giây kế tiếp, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên cao, tên là Bất Hủ. Kiếm quang quá mạnh mẽ, lại tại chỗ xuyên thấu Lâm Tuyệt Long thân thể. Phốc. Lâm Tuyệt Long hoảng sợ trong mắt hạ, thân thể bay rớt ra ngoài, lại là nặng nề đập vào ma đế cố hương bình phong che chở trên. Một hớp máu đen lúc này khạc ra. Thương thế rất nặng. Lúc này mới bao lâu, rốt cuộc lại thua ở Diệp Thần trong tay. Lâm Tuyệt Long trong mắt ứ máu, cơ hồ muốn nổ tung. Tức giận nổ tung. Hồn điện trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng dừng lại và Linh Vận giao thủ, bảo vệ ở Lâm Tuyệt Long trước người. Hắn nhưng mà biết Lâm Tuyệt Long tầm quan trọng. Lâm Tuyệt Long nhưng mà hồn điện vị kia bổ nhiệm người. Tuyệt không thể chết được. Diệp Thần nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, khẽ mỉm cười, ta không tới trễ đi. Hạ Nhược Tuyết muốn nói cái gì, nhưng là rất nhiều lời nói chỉ có thể nặng nề hội tụ thành một cái hôn. Vậy nhàn nhạt trái cà chua vẻ môi đỏ mọng trực tiếp chạm tới Diệp Thần bờ môi. Diệp Thần. Hồi lâu sau, bờ môi rời đi. Diệp Thần ánh mắt bắn vào Lâm Tuyệt Long trên mình, mới vừa muốn động thủ, nhưng phát hiện vị kia hồn điện trên người trưởng lão tràn đầy năng lượng. Đối phương lại muốn tự bảo. Đi mau. Diệp Thần ôm lấy Hạ Nhược Tuyết, vội vàng rời đi.
Một cái tinh khiếu cường giả tự bạo, hắn có thể không chịu nổi. Mấu chốt một cái hồn điện trưởng lão tại sao phải làm như vậy? Nhưng là lúc đã chậm. Khí lưu cường đại giống như một đầu ma thú cắn nuốt cả thế giới. Trên hư không, ngồi xếp bằng Bạch Chấn Đường, đột nhiên mở hai mắt ra, trực tiếp biến dạng hư không, đi tới Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết trước người. Một quả màu vàng ngọc bội ném ra. Một đạo tràn ngập phù văn cổ xưa bình phong che chở che ở trước người. Kinh khủng kia đợt khí mới không có tổn thương đạt tới. Mà Linh Vận trong mắt nhưng là hoàn toàn tuyệt vọng. Tinh khiếu cường giả tự bạo uy lực, nàng bây giờ người bị thương nặng, làm sao tránh. Mắt xem mình muốn hóa là xương máu. Đột nhiên, nàng trước mặt hư không nứt ra. Một đôi mảnh khảnh vươn tay ra. Đồ vô dụng, đi vào. Nghe được cái này trong trẻo lạnh lùng thanh âm, Linh Vận trong mắt hoàn toàn ngạc nhiên mừng rỡ. Linh Tiên Đế cung cao nhất cung chủ Hạ Linh Thu ra tay. Nhược Tuyết làm thế nào? Hạ Linh Thu hừ lạnh một tiếng, trên người nàng có ta thần hồn cấm chế, không cần lo lắng. Nàng không trốn thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Đi! Hư không vết rách đột nhiên khép lại. Hạ Linh Thu và Linh Vận hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Không biết qua, bao lâu, hết thảy bình tĩnh. Diệp Thần nhìn về phía Bạch Chấn Đường, chắp tay nói, đa tạ sư phụ ra tay. Hạ Nhược Tuyết vậy khẽ khom người, đa tạ tiền bối ra tay. Nói xong, nàng nhìn một cái Linh Vận phương hướng. Bạch Chấn Đường giống vậy vậy hướng cái hướng kia nhìn lướt qua, xem ra, Linh Tiên Đế cung cung chủ một mực chú ý chuyện này, nếu không không thể nào ở thời khắc mấu chốt biến dạng hư không. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, hỏi, sư phụ, vì sao vậy hồn điện trưởng lão muốn tự bảo? Hắn thực lực cực mạnh, sợ rằng ở hồn điện thân phận cao quý, nếu như thi triển bí thuật cũng có thể rời đi à? Bạch Chấn Đường trầm tư mấy phần, liền nói, nếu như ta không đoán sai, hắn lấy sinh mạng làm giá, là muốn bảo vệ bị ngươi trọng thương người đàn ông kia. Sợ rằng ở hồn điện, người đàn ông kia tầm quan trọng cao hơn hồn điện trưởng lão. Còn nữa, bị ngươi trọng thương người đàn ông kia trên mình, ta cảm thấy hồn điện một cái lão ra hơi thở. Có vấn đề à? Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt đền, cảm khái nói, ma linh tử xuống một tay tốt cỡ à, tinh khiếu cảnh cường giả tự bạo cũng đối với cái này ma đế cố hương không phá hư được, cái này luân hồi huyền bia, sợ rằng thật không tốt cầm. Còn nữa, ta cảm giác được mính nhi hơi thở, nàng đang ở bên trong, còn như vì sao tiến vào. Phải cùng ma linh tử truyền thừa có liên quan. Diệp Thần nghe đến chỗ này, lúc này mới nhìn về phía ma đế cố hương, không biết vì sao, hắn cảm giác được ấn đường có loại đâm đau cảm giác. Hẳn là ác ma mắt vậy cảm giác được cái gì, muốn đi ra, nhưng là ác ma mắt hiển nhiên không có năng lượng đi ra. Diệp Thần nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, hắn có rất nhiều lời muốn đối với Hạ Nhược Tuyết nói, nhưng là dưới mắt hiển nhiên không phải là nói chuyện trường hợp. Hắn chỉ có thể bắt được Hạ Nhược Tuyết tay, 10 ngón tay trừ tim. Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên vậy hiểu Diệp Thần, lộ ra một đạo nụ cười. Cười một tiếng bách mị sinh. Bạch Chấn Đường mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, toàn bộ U Minh thung lũng chấn động lên. Mà trước mặt ma đế cố hương lại là quỷ dị chảy ra vô số ma khí. Giống như một tòa cổ xưa ma điện. Cực độ u lãnh. Bạch Chấn Đường chau mày, không tốt. Mới vừa rồi chấn động, sợ rằng chạm đến trận pháp này tức giận. Ma linh tử muốn coi giữ ma đế an ninh, mà chúng ta hành động này không thể nghi ngờ là phá hư ma đế cố hương yên lặng. Đi mau! Mà giờ khắc này, ở đó hồi vụ bao phủ U Minh thung lũng bên trong, có một đạo ma bào hư ảnh hốc mắt bên trong, ở Bạch Chấn Đường cảm giác được nguy hiểm ngay tức thì, giấy lên hai đạo U Lam hỏa diễm. Vậy U Lam hỏa diễm bên trong, truyền ra một đạo hơi thở, một đạo, hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Mà hơi thở này, chỉ là phong tỏa Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết thân thể, sẽ để cho bọn họ, căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào, thậm chí, sinh ra một loại, đối phương thời gian vừa niệm, là có thể để cho mình hình thần câu diệt ý tưởng, hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Diệp Thần không hề mục nát, còn có thể ngăn cản mấy phần. Hạ Nhược Tuyết không có. Khóe miệng lộ ra một đạo đỏ bừng máu. Diệp Thần muốn liều mạng thức tỉnh ác ma mắt. Nhưng là ác ma mắt không có động tĩnh chút nào. Đáng chết. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đem bất hủ ý bao quanh Hạ Nhược Tuyết,
Hạ Nhược Tuyết mới phải bị mấy phần. Mà Diệp Thần, chống cự cái này uy áp. Bạch Chấn Đường vừa định mang Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết rời đi, con người đột nhiên phát hiện cái gì, ngưng mắt nhìn đền chỗ sâu. Đó là thân ảnh của một cô gái. Mính Nhi. Chỉ bất quá thời khắc này Mính Nhi ánh mắt lạnh như băng mà vừa sợ, quanh thân của nàng bàn vòng quanh một đầu dữ tợn hư ảnh. Hơi thở kinh người. Đây là, ma linh tử mang tới U Minh thung lũng đầu kia u thú. Mà u thú lại muốn đoạt xác Duẫn Mính. Xem ra Duẫn Mính ở thừa kế ma linh tử truyền thừa thời điểm, đầu này u thú nhúng tay. Diệp Thần, ra ra Bạch. Duẫn Mính đem hết toàn lực hô. Bạch Chấn Đường ngưng mắt nhìn u thú hai tròng mắt, cặp mắt kia tựa như chuyển kiếp thân thể cách trở, tầm mắt trực tiếp đạt đến thức hải bên trong. Tiếp theo, Bạch Chấn Đường nét mặt già nua trên, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vậy u thú còn không có đoạt xác thành công. Vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn quay đầu, hướng về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, Duẫn Mính vậy nha đầu không có sao, người yên tâm đi. Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ, hắn nhìn u thú, hướng về phía Duẫn Mính nói, Mính Nhi, xin lỗi, đều do ta không có coi trọng ngươi, để cho ngươi ở truyền thừa lúc đó, bị cái này u thú thừa dịp hư mà vào, chiếm cứ ngươi thân thể, bất quá, bây giờ hết thảy nếu không sao, có sư tôn ở đây, cái này nhiệt xúc, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Vừa nói, Diệp Thần ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm u thú nói, lập tức, nó liền sẽ, ước gì mình chết sớm một chút. Thức hải bên trong Duẫn Mính, lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, nhưng là nước mắt vui sướng. Bất quá làm chú ý tới Diệp Thần bên cạnh Hạ Nhược Tuyết, cùng với vậy 10 ngón tay trừ lòng tay, chẳng biết tại sao, tròng mắt thoáng mở đi mấy phần. Bất quá thoáng qua lại khôi phục. Bạch Chấn Đường trong con ngươi lóe lên hàn mang, nhìn u thú, sát khí lộ ra nói, nghiệt xúc, cho ta cút ra đây chịu chết đi. Vừa nói, Bạch Chấn Đường hướng Duẫn Mính thân thể, vung tay lên, thì phải trực tiếp đem u thú hồn phách lấy ra. Mà u thú, cảm giác mình thần hồn, ngay tức thì phải cùng Duẫn Mính thân thể chia lìa, như vậy lực lượng, há là nó có thể chống đỡ. U thú trong miệng, không khỏi được phát ra vô cùng là thê thảm gầm to. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hư không bên trong, đột nhiên đưa ra một con màu vàng kim tay, hướng Bạch Chấn Đường ngực nhấn tới. Mà tay kia bên trong, bất ngờ có vô số ma khí mất đi cùng sống lại, cái này nhấn một cái, lại tựa như, là đem một cái ma khí sát khí hội tụ hình cầu, ấn về phía Bạch Chấn Đường. Bạch Chấn Đường ánh mắt chớp mắt, nhưng vẫn chấn định, cả người hơi thở không giữ lại chút nào bộc phát ra, trong thoáng qua trong tay liền nhiều hơn một chuôi thần khí trường kiếm, hướng về phía tay kia cầm ma khí, nhất kích mà đến bàn tay màu vàng, toàn lực chém tới. Đồng thời, hắn một cái tay khác phung lên. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết hai người, liền không cách nào khống chế bị Bạch Chấn Đường kéo nhập hư không bên trong. Bởi vì Bạch Chấn Đường biết, một kích này dư âm, có thể giết chết Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết. Cho dù, Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, vậy không làm nên chuyện gì. Bởi vì, màu vàng kia tay chủ nhân, là liền hắn, cũng không cách nào xác định chiến thắng tồn tại, hắn phát ra, là thủ hộ trước ma đế cố hương ma linh tử nhất kích. Tựa như hai cái thế giới, va chạm nhau, ở màu vàng tay cùng Bạch Chấn Đường công kích dưới, vậy phiến U Minh thung lũng, lại ngay tức thì, sức sống hoàn toàn không có. Một mảnh phế tích, một khắc sau, hư không bên trong, chập chờn cùng nhau, Bạch Chấn Đường xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn một cái, lại là ngay tức thì liền cả kinh thất sắc. Bạch Chấn Đường, lúc này lại bị thương. Lúc này, Bạch Chấn Đường cả người là máu. Cầm kiếm tay, lại là cơ hồ thì phải làm gãy. Diệp Thần không khỏi hỏi, sư tôn, kết quả chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi màu vàng kia tay đánh lén, chân thực quá nhanh, liền liền Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, cũng không có phản ứng kịp, liền bị dẫn rời. Bạch Chấn Đường vừa định trả lời, nhưng sắc mặt lại là biến đổi, vậy ma bào hư ảnh, lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong, ở hắn bên người, còn mang ánh mắt mờ mịt u thú. Bạch Chấn Đường thấy vậy, nhưng là sắc mặt vô cùng làm khó xem, hắn mới vừa rồi bị đối phương đánh lén, chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong, đối phương lại là so mình cảnh giới cao hơn tồn tại. Dẫu sao ma linh tử có thể không đơn thuần phong môn cảnh như thế đơn giản. Hắn vẫn là cùng thần quốc cường giả giao thủ qua người.
Trọng yếu hơn chính là, ma linh tử bảo vệ ma đế tim, không người nào có thể dung chuyển. Bây giờ, một tia ma linh lực, bị đánh tới trong cơ thể, hắn linh lực, còn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, nếu như cái này ma bảo hư ảnh, xuất thủ lần nữa, sợ rằng, mình liền thật không cách nào ngăn cản. Lúc này, Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ ma bảo hư ảnh hình dáng, vậy ma bảo hư ảnh, cả người tản ra cực kỳ thấu xương thật âm khí, đồng thời, ở đó trên thân hình, còn khắc rõ vô số huyền ảo phù văn. Ở hắn hốc mắt bên trong, thiêu đốt hai đóa u lam hỏa hoa, mặc dù hư ảnh này vô cùng mạnh mẽ, nhưng là, Diệp Thần từ trên người của nó, nhưng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, ngược lại, hư ảnh này thì thật giống như vật chết vậy. Nhưng là, Diệp Thần biết, đây là bởi vì, mình cùng đối phương tu vi chênh lệch, cách quá xa tạo thành. Đối phương, là một người cực kỳ kinh khủng tồn tại. Đây chính là trong truyền thuyết ma linh tử. Đây là, hư ảnh chậm rãi nâng lên tay, trong tay hư thật tương sinh, phảng phất có vô số ngôi sao xoay tròn, ngôi sao kia, lại đang không ngừng bể tan tành cùng sống lại. Hư ảnh này, lại muốn ra tay. Bạch Chấn Đường cắn răng một cái, thì phải lần nữa đem Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết ném ra, đón đỡ đối phương nhất kích lúc. Một bóng người, nhưng chắn Bạch Chấn Đường trước người. Diệp Thần bóng người. Lúc này, Diệp Thần cả người hơi thở bùng nổ, vô tận ma khí bùng nổ. Hắn làm như vậy, nhưng không phải là vì cùng vậy ma bào hư ảnh chiến đấu, mà là, vì phòng ngừa Bạch Chấn Đường đem hắn kéo vào hư không bên trong. Hắn trạng thái bây giờ, hơi thở quá mạnh mẽ, nếu như Bạch Chấn Đường tùy tiện đem hắn kéo vào hư không, một cái bả khống không tốt, Diệp Thần hơi thở hơi tiết lộ, liền có thể đưa tới không gian chảy loạn, cực kỳ nguy hiểm. Hạ Nhược Tuyết dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa, đây là ác ma mắt địa bàn. Hắn phải mau sớm nhập ma, để cho ác ma mắt tỉnh lại. Bạch Chấn Đường sững sốt một chút, sau đó khẩn trương nói, tiểu tử. Ngươi làm gì, vậy nhưng là chân chính phong môn cảnh trên tồn tại à? Thậm chí có thể phong môn cảnh đỉnh cấp, nửa bước thái hư, tùy tiện nhúc nhích một chút ngón tay, cũng có thể đem ngươi từ thế gian hoàn toàn tiêu diệt. Chớ ngu, mau thu hơi thở, ta cầm ngươi và cô gái kia truyền tống rời đi. Ma u thú, thấy Diệp Thần lại chắn cái này ma bảo hư ảnh trước mặt. Rốt cuộc khôi phục vẻ thanh tỉnh, nhìn Diệp Thần, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Nó sở dĩ chậm chạp chiếm đoạt không được Duẫn Mính, chính là bởi vì cái này nam tử. Nếu như cái này đàn ông chết rồi, nó đoạt xác liền cực kỳ dễ dàng. Mà ở thức hải bên trong Duẫn Mính, chính là tuyệt vọng đến gần như tan vỡ, vốn là, nàng đều phải được cứu rồi, nhưng mà, ở thời khắc tối hậu, lại không giải thích được xuất hiện một cái ma bào hư ảnh, lại. Hướng về phía Gia Gia Bạch ra tay. Thực lực tuyệt mạnh Gia Gia Bạch, còn không phải là hắn đối thủ. Đây quả thực, chính là một cơn ác mộng. Mà bây giờ, Diệp Thần, lại chắn ma bào hư ảnh trước mặt, coi như Duẫn Mính đối với Diệp Thần lại có lòng tin, cũng không thể nào tin nổi, hắn là ma bào hư ảnh đối thủ, cái này hoàn toàn, là không thể nào chuyện. Lúc này, nàng chỉ có thể ở thức hải bên trong, phí công kêu khóc nói, Diệp Thần. Ngươi mau tránh ra à, Diệp Thần, van cầu ngươi, mau tránh ra đi. Liền liền Hạ Nhược Tuyết cũng muốn kéo hồi Diệp Thần, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng ở đưa tay ra nháy mắt, lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Liền tại tất cả người, cũng lấy là Diệp Thần muốn ở ma bào hư ảnh nhất kích dưới, hoàn toàn mất đi lúc đó, vậy ma bào hư ảnh, nguyên bổn đã đưa ra tay, lại chậm rãi thõng xuống. Thời gian, tựa như dừng lại. Duẫn Mính. Hạ Nhược Tuyết, U Thú, và Bạch Chấn Đường, cũng ngay tức thì ngây ngốc nhìn Diệp Thần. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Ma bào hư ảnh, lại, ở Diệp Thần trước mặt, thu tay về. Điều này sao có thể? Một cái thượng cổ tồn tại, lại bởi vì là một cái hợp đạo tồn tại ngăn trở, mà thu tay về. Cái này thì xem, đi một mình ở trên đường, đột nhiên thấy được trước mặt có một con kiến cản đường, người này. Liền quay đầu trở về vậy, thật là để cho người không tưởng tượng nổi. Sau đó, Bạch Chấn Đường, Hạ Nhược Tuyết và Duẫn Mính, là ngạc nhiên mừng rỡ, mà U Thú, chính là vô cùng được không cam lòng cùng tức giận. Tại sao Diệp Thần còn không chết? Diệp Thần ngưng mắt nhìn ma bào hư ảnh, mở miệng nói, người có thể nhận được ta. Hư ảnh kia, nhìn Diệp Thần,
hốc mắt bên trong u lam hỏa diễm chớp động một chút, môi lại là chậm rãi khép mở, phát ra một cái, cực kỳ chói tai khàn khàn, tựa như đến từ cửu u vực sâu khủng bố thanh âm. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao trên mình ngươi ma khí sẽ như vậy quen thuộc? Diệp Thần muốn ác ma mắt phóng thích hơi thở, dù là một chút liền tốt, nhưng mà ác ma mắt vẫn là lâm vào yên lặng. Hắn chỉ có thể thử dò xét nói, ta biết ma đế. Nhưng mà lời này một nơi, ma bào hư ảnh nhưng là hoàn toàn tức giận. Ở hắn xem ra, một cái căn cốt 20 hơn tuổi người, làm sao có thể biết ma đế? Đây là ô nhục. Đây là khinh nhờn. Bất quá, cổ quái là, cái này người thanh niên trên người ma khí, quả thật có ma đế mấy phần hơi thở. Chẳng lẽ người này lấy được ma đế ở lại thế gian pháp bảo? Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lấy tay chỉ một cái chính giữa cường đại nhất bạch chấn đường, dùng vậy thanh âm kinh khủng hỏi, bên kia nhân loại kia, và ngươi là quan hệ như thế nào? Diệp Thần trong con ngươi vẻ kinh dị trước mắt, vẫn đáp, vị này, là ta sư tôn, chúng ta là thầy trò, đến từ Huyền Nguyệt Tông, dám hỏi tiền bối, vì sao đột nhiên ra tay, công kích chúng ta? Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời lúc đó, lại là một tiếng trời trong sét đánh, hai đạo tuyệt cường khí tức. Từ hư không bên trong truyền tới, hạ xuống đến bạch chấn đường bên người. Xuân Triệt và Long cũng trời, cũng tới. Ở nơi này ma bào hư ảnh xuất hiện đồng thời, bạch chấn đường, liền thông báo cho hắn hai người chúng ta. Lúc này, cái này ba tên Huyền Nguyệt Tông cường giả, hơi thở tương liên, mơ hồ cùng vậy ma bào hư ảnh chống đỡ được, mặc dù, còn không đối nghịch phương, nhưng là, ma bào hư ảnh nếu như muốn đánh bại cái này ba người. Vậy tuyệt không có dễ dàng như vậy. Duẫn Triệt kích động nhìn một cái, mà bảo hư ảnh bên cạnh Duẫn Mính, một con mắt, hắn liền biết, cháu gái mình thần hồn, còn không có tiêu tán. Mình cháu gái, còn chưa chết. Bất quá, rất nhanh Duẫn Triệt sắc mặt, liền âm trầm xuống, bởi vì, hư ảnh này, hiển nhiên không có thả người ý nghĩa. Mà bảo hư ảnh trong hốc mắt ngọn lửa lóe lên một cái, mở miệng nói, cái này u thú, đối với ta hữu dụng. Thấy các người đối với nó ra tay, ta tự nhiên, muốn bảo vệ hạ. Còn nữa, nơi đây, không cho phép người không phận sự cùng tới. Duẫn Triệt hít sâu một hơi, cố để cho mình tỉnh táo lại nói, vị đạo hữu này, nếu như u thú đối với người hữu dụng, người đại khả lấy ra nó hồn phách. Hắn mặc dù thống hận cái này u thú, nhưng là, cùng Duẫn Mính an nguy so với, tự nhiên lại không coi vào đâu, bây giờ, trọng yếu nhất. Là đem Duẫn Mính bảo vệ tới. Ma bào hư ảnh gật đầu nói, không sai, là có thể. Duẫn Triệt sắc mặt vui mừng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà, vậy thanh âm chói tai một lần nữa vang lên nói, bất quá, bổn tôn, lúc nào cần phải nghe ngươi cùng phân phó. Lời vừa nói ra, vậy ma bào hư ảnh, cả người bộc phát ra một cổ tuyệt cường khí tức, hơi thở này vừa ra, liền pháp tắc trong thiên địa, đều bị hắn nơi khuấy. Nguyên bản tràn ngập ở bốn phía thiên địa linh khí, lại ngay tức thì chuyển hóa thành lạnh vô cùng sát thật âm khí. Duẫn Triệt ba người, sắc mặt cuồng biến, ngay tức thì toàn lực bùng nổ hơi thở, ba người tức tức liên hiệp, mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương hơi thở chống lại. Diệp Thần cũng là ánh mắt chớp động, không khỏi nghĩ đến, vậy một phiến tồn tại linh võ đại lục không biết nhiều ít vạn năm u minh thung lũng, chẳng lẽ chính là cái này ma linh tử, đào tạo. Thượng cổ ma linh tử rốt cuộc là cái gì tu vi? Có thể trở thành ma đế thủ hạ, chỉ sợ cũng là thông thiên khả năng đi. Bất quá mà, hư ảnh kia, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, hướng về phía Diệp Thần nói, ngươi cái thằng nhóc này, ta đây là thật cảm thấy hứng thú, trên mình ngươi ma khí thuần túy, hẳn coi như là người của ma tộc, nếu như, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, ta đây là, có thể thả cô bé này, vậy không cần vậy u thú. Mấy người nghe vậy, tất cả giật mình, cái này ma linh tồn tại, cần Diệp Thần làm chuyện gì? Diệp Thần cau mày nói, tiền bối, có thể hay không cho biết, là chuyện gì? Hư ảnh kia cười nói, chuyện này, không phải chuyện gì xấu, đối với ngươi, nói không chừng còn có chỗ tốt, dĩ nhiên, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, cụ thể là chuyện gì, ta không thể nói cho ngươi, hơn nữa, cũng không phải bây giờ ngươi có thể hoàn thành. Thanh âm hắn dừng lại, nói, đầu tiên, phải chờ tới, người bị mời tiến vào thần quốc sau đó. Thần quốc? Rốt cuộc lại là thần quốc? Diệp Thần nếu như chạm được thần quốc sự việc,
chỉ sẽ chết nhanh hơn. Xuân Triệt đám người sắc mặt, càng thêm khó coi. Nếu như giống vậy cường giả, bọn họ có Huyền Nguyệt Tông nội tình dưới tình huống, đổ không phải là không thể và đối phương chống lại một hai. Nhưng là, đối phương là thượng cổ ma đế bên người ma linh tử, Huyền Nguyệt Tông, liền có chút không đủ nhìn. Như vậy thứ nhất, muốn phải cứu về Duẫn Mính, sợ rằng, chỉ có để cho Diệp Thần đáp ứng đối phương yêu cầu, cái này một cái phương pháp. Diệp Thần, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trầm ngâm chốc lát sau đó, hướng về phía vậy ma bảo hư ảnh nói ta, đáp ứng. Cái yêu cầu này, hắn đã đoán được là cái gì? Coi như ma linh tử không đề ra, ác ma mắt chỉ sợ cũng sẽ nói tới. Xuân Triệt nghe vậy, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, nhiều một phần cảm kích, đối mặt cái này ma bảo hư ảnh như vậy quỷ dị tồn tại, cho dù Diệp Thần cự tuyệt đối phương yêu cầu, hắn cũng không cách nào trách cứ Diệp Thần cái gì, nhưng là, Diệp Thần đáp ứng. Ma bảo hư ảnh cười một tiếng nói, không sai, bất quá, ta còn có một cái khảo nghiệm nho nhỏ, dùng để khảo sát tiềm lực của ngươi, nếu như ngươi thông qua, như vậy, ngươi thì có tư cách thay ta làm sự kiện kia. Dứt lời, ma bảo hư ảnh đột nhiên hướng về phía Duẫn Mính đưa tay một cái, Duẫn Mính trong cơ thể phát ra một tiếng kỳ dị thú hống, tiếp theo, một đạo hình dị thú hư ảnh, liền bị cái này ma bảo hư ảnh, từ Duẫn Mính trong cơ thể, vô căn cứ rút ra. Hư ảnh kia, chính là u thú. Vậy u thú hồn phách, ở ma bảo hư ảnh trong tay, không ngừng vùng vẫy, hiện ra vô cùng là sợ hãi thần sắc. Ma bảo hư ảnh hướng về phía Diệp Thần hỏi, cái này u thú hồn phách, người muốn xử trí như thế nào? Diệp Thần trong mắt sắc bén chớp mắt, lạnh lùng nói, giết. Nghe được Diệp Thần vậy đầy áp sát khí lời nói, u thú tàn hồn toàn thân run lên. Ma bảo hư ảnh hốc mắt bên trong ngọn lửa chớp động, hướng về phía Diệp Thần nói, được, rất tốt, như vậy, ta cho ngươi khảo nghiệm, chính là, giết cái này u thú. Cái gì? Xuân Triệt các người, đều là vui mừng. Giết cái này u thú, đây coi là cái gì khảo nghiệm, lấy Diệp Thần thực lực, tự nhiên không e ngại cái này u thú một món tàn hồn. Hơn nữa, còn có thể báo u thú đoạt xác Duẫn Mính thù. Bất quá, ma bảo hư ảnh phát ra một tiếng, để cho người không rét mà run cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải dạng này u thú. Vừa nói, hắn đột nhiên vô căn cứ lấy ra một khối lớn không biết tên thịt thú, mà khối kia thịt thú, lại phảng phất có sinh mạng vậy, hơi rung động. Hơn nữa, tản ra cực mạnh hơi thở. Ma bảo hư ảnh tay động một cái, lại đem vậy u thú hồn phách, sáp nhập vào vậy thịt thú bên trong. Thịt thú một hồi ngọa nguậy, lại thật nhanh biến hóa. Dần dần, biến thành u thú hình tượng. Hơn nữa, từ trong cơ thể, lại tản mát ra cảnh giới tu vi hơi thở. Vẫn còn ở, thật nhanh tăng cường. Ở mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, vậy thịt thú, hoàn toàn biến hóa thành u thú hình thể. Lần nữa ủng có thân thể u thú, tu vi khôi phục nhanh chóng trước. Nháy mắt tức thì, tinh khiếu cảnh đỉnh cấp. U thú chợt mở ra trên đầu tình, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại miệng phun tiếng người. Nó hướng về phía Diệp Thần, điên cười như điên nói, ha ha ha, ta thực lực, khôi phục. Hoàn toàn khôi phục, muốn giết ta, ngươi xác định có cái này tư cách. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cái này ma bảo hư ảnh, không thể nghi ngờ là cấp cho mình đánh phủ đầu ra oai. Hắn bây giờ căn bản không có thể chiến tinh khiếu cảnh đỉnh cấp. Cục hẳn phải chết. Ma bảo hư ảnh khẽ mỉm cười, dĩ nhiên, ngươi còn có cái lựa chọn thứ hai, ở ta trước mặt quỳ xuống, đây là ngươi mới vừa rồi ô nhục ma đế trừng phạt. Ma đế tên, không phải ngươi cái này cùng con kiến hôi có thể tùy tiện nói tới. Lời này một nơi, mọi người biến sắc. Đây không thể nghi ngờ là gây khó khăn. Diệp Thần không quỳ, chính là chết. Diệp Thần như quỳ, đạo tâm tất hủy. Mấy đạo ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, lo âu, hốt hoảng. Mà Diệp Thần, nhưng là đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, bước ra một bước, giống như chín tầng trời đế vương thanh âm vang lên, ma linh tử, quỳ xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không có chú ý tới Diệp Thần ấn đường đang lóe lên u lam quang. Ma linh tử, quỳ xuống. Diệp Thần thình lình những lời này, để cho tất cả mọi người tại chỗ luống cuống. Xuân Triệt và Bạch Chấn Đường lại là sợ sắc mặt sát trắng. Cái này Diệp Thần dở trò quỷ gì à?
lại có thể để cho ma linh tử quỳ xuống. Không muốn sống nữa. Ma linh tử muốn giết Diệp thần, dễ như trở bàn tay à. Huống chi ma linh tử thân phận tôn quý, lại là người trong truyền thuyết kia ma đế thủ hạ. Ai dám để cho hắn quỳ? Dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, cũng không có ai có cái này tư cách. Long Cúng Thiên diễn cảm lại là cực độ dữ tợn, hắn chân thực phục Diệp thần. Cuồng ngông cũng phải có cuồng vọng vốn à. Như vậy thứ nhất, giá phải trả cực kỳ to lớn. Thậm chí còn cầm Huyền Nguyệt Tông kéo theo. Cái này Bạch Chấn Đường làm sao thua một cái như vậy không biết nặng nhẹ tiểu tử à. Hắn chế trụ nội tâm tức giận, đối với Duẫn Triệt và Bạch Chấn Đường nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đồng loạt ra tay. Nếu như ma linh tử muốn thống hạ sát thủ, chúng ta cũng phải để cho ma linh tử bỏ ra một ít giá phải trả. Duẫn Triệt cả người sát khí lộ ra nhìn về phía vậy ma bào hư ảnh, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi không cần để ý tới sẽ hắn cái này hoang đường khảo nghiệm, cái này vô liêm sỉ, rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta. Chúng ta sẽ đưa ngươi rời đi, tiếp theo, liền giao cho chúng ta ba người, hừ, ma linh tử thì như thế nào? Lão Phu, đã sớm muốn lãnh giáo một chút. Vừa nói, Long Cúng Trời, cũng là thả ra uyển thực chất yếu sát ý. Phong tỏa vậy ma bào hư ảnh. Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lại muốn cùng cái này lai lịch kỳ quái ma linh tử hư ảnh đánh một trận. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Bạch Chấn Đường lại nói, trước đợi một chút, ta hiểu tên đồ đệ này, sợ rằng sự việc không đơn giản như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba vị Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng Trưởng Lão chỉ có thể thu tay lại, hơn nữa, ba đạo ánh mắt hướng ma bào hư ảnh đi. Quả nhiên. Giờ phút này, mà bảo dưới, đó là một đôi lạnh như băng, lóe lên vô tận lửa giận ánh mắt. Giống như một đầu ma thú phải chiếm đoạt cái thế giới này. Mà bảo hư ảnh từng bước một hướng Diệp thần đi tới. Mỗi đi một bước, không khí chung quanh đều tựa như văng tung tóe. Trên mình ngươi mặc dù có chút quen thuộc hơi thở, nhưng là vừa như thế nào. Ta đoán hẳn là ngươi đi qua ma vực một ít địa phương đi. Dù là ngươi đến từ ma vực, dù là ngươi là ma vực cường giả hậu duệ, ngươi cũng không có tư cách để cho ta quỳ xuống. Cái thế giới này, có thể để cho ta ma linh tử quỳ xuống chỉ có ma đế. Mà ma đế đã chết, thế gian đã mất người có thể để cho ta quỳ xuống. Bây giờ, cũng nên đưa ngươi lên đường, không biết sống chết con kiến hôi. Ma linh tử mỗi một bước, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy áp lực. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch, nắm thật chặt Diệp thần tay. Bỏ mặc cái này ma linh tử sẽ đối Diệp thần như thế nào, nàng đều phải canh giữ ở Diệp thần bên người. Dù là tự bạo cũng phải là Diệp thần trì hoãn thời gian. Nàng rất rõ ràng, Hạ Linh Thu ở trên người nàng để lại thần hồn cấm thuật, bất kể như thế nào, nàng vẫn là phải trở lại Linh Tiên Đế Cung. Nàng chỉ muốn ở cái này thời khắc cuối cùng coi giữ người đàn ông này. Diệp thần cảm thấy Hạ Nhược Tuyết khẩn trương, đánh chụp Hạ Nhược Tuyết tay, nói, yên tâm. Hạ Nhược Tuyết chẳng biết tại sao, hơi an tâm mấy phần. Sau đó, Diệp thần lại đón ma linh tử đi tới, không sợ hãi chút nào. Tất cả mọi người tại chỗ hô hấp cũng đình trệ. Ma linh tử trong tay lóe lên u lam quang, một chuôi cường đại kiếm mang theo cuồn cuộn ma khí xuất hiện, tựa như có thể tiêu diệt hết thảy. Ma kiếm vũ động, treo trời cao. Sắp rơi xuống. Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long Cúng Thiên nhìn nhau, kiên quyết hết sức. Động thủ. Ba người quanh thân khí thế phóng thích, vừa định lao ra. Diệp thần lên tiếng. Ma linh tử, người có thể nhớ ngày đó, máu hải dưới núi ta đối với ngươi nói câu nói kia. Thanh âm bình tĩnh, tựa như ở kể trước chuyện cũ. Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long Cúng Thiên dừng lại tay, có chút bối rối. Cái này Diệp thần dở trò quỷ gì? Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía ma linh tử lúc, nhưng phát hiện người sau thân thể đang run rẩy, trong mắt tràn đầy khó tin. Không có ai biết ma linh tử trong lòng nhấc lên như thế nào sóng gió kinh hoàng. Máu hài núi sự việc, chỉ có hắn và ma đế biết. Thế gian càng không có bất kỳ ghi lại nào. Thằng nhóc này lại làm thế nào biết? Hơn nữa giọng điệu này, vì sao như vậy quen thuộc? Diệp thần khẽ mỉm cười, hướng ma linh tử đi tới, tiếp tục nói, máu hải núi dày đặc xương trắng, đó là ma sao?
Đó không phải là, có thể thế gian rốt cuộc vì sao là ma. Ma, là thiên địa mở ra chi mới. Ma, không thế gian tà ác chi nguyên. Ma, tim trong lòng thương sinh, dám hám thần quốc. Ma, lấy máu nhiễm thương khung, khí phách thiên địa đong đưa. Ma, dám cười tam giới đế, kiếm hủy thiên đạo cung. Ma, lấy đạo tâm là cơ, lấy đại nghĩa là tình, bước ra một bước kia, tay cầm sống chết kiếm, dám chém thế giới hết thảy bất công. Dám chém vậy cao cao tại thượng lập ra quy tắc. Giờ khắc này, hình ảnh trọng hợp. Ngày đó, ma đế ở máu hải núi cứu ma linh tử. Hai người bị trọng thương. Mà bọn họ phía sau là vậy linh võ đại lục cường giả đỉnh phong thi thể và máu. Một viên dưới cây bồ đề. Ma linh tử yếu ớt không chịu nổi, miễn cưỡng chống đỡ, hắn nhìn cái đó to lớn và uy nghiêm người đàn ông, hỏi, ma đế, rốt cuộc vì sao là ma? Vì sao những người đó muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, tại sao? Chẳng lẽ chúng ta ma tộc thì nhất định là người người phỉ nhổ, đại biểu tà ác tồn tại sao? Ma đế cười, đưa ra chỉ một cái, sát ý bắn về phía thương khung. Nói ra một câu kia thiên cổ danh ngôn. Ma, dám cười tam giới đế, kiếm hủy thiên đạo cung. Một khắc kia, ma linh tử thề, thề chết theo ma đế. Cũng chỉ có như vậy người đàn ông, mới có tư cách đứng ở thế gian đỉnh cấp, nói cho chúng sinh, vì sao là ma. Giờ phút này, u minh thung lũng. Ma linh tử cặp mắt đã ướt đẫm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Hắn cười. Hắn khóc. Hắn biết, ma đế trở về. Cái đó linh võ đại lục đứng đầu thế lực, thậm chí còn thần quốc ác mộng trở về. Hắn đầu gối cong, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người. Hình ảnh tựa như ngừng. Xuân Triệt, Bạch Chấn Đường, Long Cũng Thiên miệng mở to lớn, bọn họ hạng tu vi, thân phận bực nào, nhưng là cuộc đời này đều không gặp qua như vậy khó tin sự việc. Cao cao tại thượng ma linh tử lại hướng về phía một cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử quỳ xuống. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lưu tô, mảnh khảnh tay che miệng mình. Nàng vốn cho là, từ cảnh giới của mình cao hơn Diệp Thần, liền mới có thể bảo vệ được Diệp Thần. Bây giờ nhìn lại, người đàn ông này, vẫn là cái mê. Như ngày đó, ở Hoa Hạ Ninh Ba, người đàn ông này cự tuyệt nàng mời. Không thể nhất thế, mà vừa thần bí, mà giờ khắc này duẫn mính thân thể đang run rẩy, nàng trong mắt từ xá dị biến thành chắc chắn. Người đàn ông này, thấy được nàng dung nhan, đáng nàng đi theo. Một bên hóa là thật thể u thú, tức giận ý hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sợ hãi sâu đậm. Ma linh tử quỳ xuống. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhìn một cái ma linh tử, nói, đứng lên đi. Mang ta đi xem. Ma linh tử gật đầu, ma. Thanh âm hơi ngừng. Hắn nhìn một cái Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long Cũng Thiên mấy người. Hắn biết ma đế trở về, nhất định là bí mật. Không thể bị người bất kỳ phát hiện. Dù là cái này ba người. Ma linh tử cung thân, mang Diệp Thần hướng ma đế cố hương đi. Xe đặt. Làm hai người đi tới ma đế cố hương cửa thời điểm, ma linh tử nhìn về phía u thú, tức giận nói, coi giữ nơi đây, không phải nhường người bất kỳ tiến vào. Còn nữa, người không được tổn thương mấy người tại chỗ. Nếu không, giết. U thú đột nhiên cung kính nói. Ma linh tử vừa nhìn về phía Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long Cũng Thiên mấy người, chắp tay nói, các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long Cũng Thiên nhìn nhau, cũng từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Long Cũng Thiên sờ một cái râu, đối với Bạch Chấn Đường nói, đồ đệ của ngươi không được à? Bạch Chấn Đường không nói gì. Hắn mặc dù không biết ma linh tử vì sao như vậy, nhưng là mơ hồ có thể bắt được một ít suy đoán. Nếu là lúc trước, hắn tất nhiên ở trước mặt hai người khoe khoang mấy phần. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ bất quá sâu đậm thở dài. Diệp Thần và người nọ liên quan, không biết là phúc hay là họa à. Giờ phút này, Duẫn Mính chạy tới, nhìn về phía Duẫn Triệt các người nói, ra Long, ra Bạch. Thật xin lỗi, Mính Nhi bất hiếu, để cho các ngươi lo lắng. Duẫn Triệt, ngang dọc linh võ đại lục cường giả, lúc này, một đôi mắt bên trong, dường như nổi lên nước mắt,
giọng ôn tồn trấn an nói, Mính Nhi, không có chuyện gì, ra ra, lập tức mang người hồi Huyền Nguyệt Tông. Duẫn Mính cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, người chắc là Nhược Tuyết tỷ tỷ đi. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái. Đột nhiên, Duẫn Mính đưa tay ra, cởi xuống liền trên mặt nạ. Một hồi gió nhẹ lướt qua, mang không biết từ đâu mà đến mấy cánh hoa múi. Chiếu vào trong mắt của nàng, là một tấm, đẹp đến cực hạn dung nhan. Vậy trên dung nhan mỗi một phút, mỗi một tấc, đều tựa như là hội tụ chư thiên vạn giới có thể thợ mộc, cuối cùng cả đời, tình điêu tế trác mà thành trí cao kiệt tác. Ở nơi này dung nhan làm nổi bật dưới, Hạ Nhược Tuyết cũng cười, băng khiết trong mắt, lại tràn đầy thánh khiết hơi thở. Không sai, chính là thánh khiết. Trước mắt Hạ Nhược Tuyết, khí chất, tựa như đã vượt quá loài người tầng thứ. Hai người chỉ như vậy đứng, phảng phất là một bức họa. Duẫn Mính le lưỡi một cái, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, ta thường xuyên nghe Diệp đại ca nhắc tới ngươi. Ở Duẫn Mính xem ra, nàng muốn đi theo Diệp thần, Hạ Nhược Tuyết và Diệp thần quan hệ, đối phương tự nhiên cũng có thể xem dung nhan của mình. Đây là nàng tỏ thái độ. Nói tới chỗ này, Duẫn Mính nhìn về phía Ma Đế Cố Hương, lẩm bẩm nói, không biết Diệp đại ca ở bên trong như thế nào. Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt hướng vậy tàn tạ đền đi. Bọn họ tò mò, nhưng là định trước, bên trong chỉ sẽ trở thành một cái bí mật. Ma Đế Cố Hương. Diệp thần và Ma Linh Tử đi tới bên trong. Ác ma mắt khống chế đã mất đi, Diệp thần khôi phục như lúc ban đầu. Để cho Diệp thần bất ngờ là, bên trong và vòng ngoài hoàn toàn xa lạ. Cực kỳ đơn giản, thậm chí có chút phổ thông. Ác ma mắt ở Diệp thần thức hải nói, nơi đây bất quá là vạn năm trước ta và Ma Linh Tử đi qua nghỉ ngơi chi địa, ngược lại là không nghĩ tới Ma Linh Tử giữ nguyên hết thảy. Ta vô cớ hương, cuộc đời này liền le que một người. Diệp thần có chút nghi ngờ, người không phải có cô con gái sao? Nghe được câu này, ác ma mắt lắc đầu một cái, chuyện này, sau này hãy nói đi. Người trước lấy khối kia luân hồi huyền bia đi. Diệp thần gật đầu một cái, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ nói, ác ma mắt, người ở Thăng Long thi đấu trong bí cảnh lấy được một cái cặp là cái gì? Ta trước còn lấy là đó là luân hồi mộ bia. Ác ma mắt nhàn nhạt nói, vật kia, bây giờ vẫn chưa tới thời gian mở ra. Ngươi hay không còn nhớ ở trên hải đảo có cái bé gái đưa ngươi một cái nhẫn chữ vật, lúc ấy ta và ngự thú linh thần còn tranh đoạt qua. Diệp thần gật đầu một cái, nhớ. Ác ma mắt lại nói, bây giờ, còn thiếu một món đồ. Cái gì? Diệp thần hiếu kỳ nói. Nhưng mà ác ma mắt không có tiếp tục nói hết, ngược lại nói sang chuyện khác trước lấy ngươi luân hồi huyền bia. Diệp thần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bên cạnh Ma Linh Tử nói, năm đó ngươi có thể ở thần quốc lấy được một khối luân hồi huyền bia. Ma Linh Tử gật đầu một cái, kích động nói, Ma Đế, ta nghe luân hồi huyền bia có sống lại kỳ hiệu, ta liền là muốn mượn vật này đem ngài sống lại. Chỉ bất quá sau đó ta mới phát hiện, Ma Đế thần hồn thân xác đều đã tiêu tán, cho dù có luân hồi huyền bia, cũng không khả năng, ta liền đem luân hồi huyền bia nấp trong này. Cũng đã máu tươi và sinh mạng làm giá, miễn cưỡng đời đời ở chỗ này bảo vệ Ma Đế. Ta vốn cho là cuộc đời này chỉ có tuyệt vọng, tuyệt đối không nghĩ tới Ma Đế lại trở về. Ma Đế, ngài là đoạt xác cái này người thanh niên thân thể sao? Diệp thần liếc một cái Ma Đế, lắc đầu một cái, chuyện này không nói được, người dẫn ta đi tìm khối kia luân hồi huyền bia. Ừ, Ma Linh Tử nói. Rất nhanh, Diệp thần đi tới một tòa chánh điện. Chánh điện bên trong có một tòa ma khí cuồn cuộn uy vũ pho tượng. Chỉ riêng Diệp thần nhìn lướt qua, liền cảm thấy cao nhất uy tín và kinh hãi. Chẳng lẽ pho tượng kia chính là ác ma mắt thân phận thật sự? Mà pho tượng trước mặt, đang có một khối cổ xưa bia đá. Trên tấm bia đá có khắc mịt mờ phù văn. Cực kỳ huyền diệu. Mà Diệp thần xuất hiện nháy mắt, tấm bia đá này lại lóe lên sáng chói bảy màu ánh sáng. Hơn nữa, toàn bộ chánh điện đều tràn đầy căn nguyên khí. Dù là Ma Linh Tử đều có chút bối rối. Cái này luân hồi huyền bia sừng sững nơi này không biết nhiều ít năm, chưa bao giờ có sở động yên tĩnh. Vì sao hôm nay dị động? Ngay tại lúc này, Diệp thần ấn đường phun trào, một đạo thân ảnh to lớn treo lơ lửng trên không trung,
đối với Ma Linh Tử phân phó nói, Ma Linh Tử ngươi đi ra ngoài trước. Coi giữ chánh điện cửa, không cho phép người bất kỳ bước vào. Bất kể là ai, nếu có người dám xông vào, giết. Ma Linh Tử thấy cái này to lớn bóng người, hoàn toàn xác định Diệp Thần thân phận, mặt đỏ tới mang tai, ma đế. Cửa đóng lại, cả nhà chỉ còn lại Diệp Thần và ma đế, cùng với một khối sáng chói luân hồi huyền bia. Thời khắc này Diệp Thần, quanh thân lại che lấp từng cơn tinh mang, trong cơ thể máu tươi tựa như cháy. Diệp Thần hận không được lập tức luyện hóa cái này luân hồi huyền bia. Kích hoạt bộ phận thứ nhất huyết mạch. Ma đế cảm nhận được cái gì, mở miệng nói, người xác định bây giờ luyện hóa. Luân hồi huyền bia thành tựu thánh vật, một khi luyện hóa liền sẽ dẫn động cực mạnh dị tượng, đến lúc đó thần quốc người liền sẽ hạ xuống. Người ta, đều sẽ chết. Hơn nữa, cố nhiên ngươi trên người có luân hồi huyết mạch, nhưng là luân hồi huyền bia có thể không nhất định sẽ thừa nhận ngươi, huyền bia bên trong, nghe nói còn có một vị đại năng thần niệm bảo vệ. Từ xưa tới nay, không phải là không có người thử nghiệm luyện hóa qua. Nhưng là cuối cùng, luyện hóa người đều bị vậy cường giả thần niệm chu diệt. Đây là hậu quả, ta phải nói cho ngươi nghe. Diệp Thần kích động tim hoàn toàn lạnh xuống, nếu như bây giờ đối mặt cái gọi là thần quốc, hắn và ma đế căn bản không có phần thắng. Chẳng lẽ cũng không luyện hóa? Ác ma mắt, ngươi là để cho ta buông tha? Diệp Thần hỏi. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, ma đế lắc đầu một cái, không, vừa vặn ngược lại, ta hy vọng ngươi thử nghiệm luyện hóa. Ta cũng coi là xem ngươi cùng nhau đi tới, ta muốn biết, ngươi phải chăng sẽ bị khối này luân hồi huyền bia đồng ý. 10 khối luân hồi huyền bia đại biểu thế gian không cùng chí cường thuộc tính. Ta không biết một khối này là cái gì thuộc tính, càng không biết đại biểu dạng gì nguy hiểm. Vậy luyện hóa luân hồi huyền bia thử nghiệm người, thấp nhất cũng không quá tinh khiếu đỉnh cấp, mà ngươi bất quá hợp đạo cảnh. Ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Còn nữa, chỗ này có ma linh tử trận pháp bảo vệ, dị tượng sẽ không quá lớn, như ta sẽ ra tay che đậy, hẳn có thể đem dị tượng xuống đến nhỏ nhất. Nói tóm lại, nơi đây hẳn là thích hợp nhất luyện hóa cái này luân hồi huyền bia sở tại. Ngươi thử một chút đi. Ma đế hiển nhiên có chút hoài nghi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cũng không nói nhảm, ngồi xếp bằng ở đó khối luân hồi huyền bia trước người. Thần ma luân hồi quyết vận chuyển. Quanh thân tinh thần ánh sáng ngay tức thì và luân hồi huyền bia thành lập một cây cầu lương. Luân hồi huyền bia lên chữ viết cổ xưa cấp tốc lưu chuyển. Một khắc sau, hắn tựa như tiến vào luân hồi huyền bia thế giới. Đó là một phiến thê lương chi địa. Không có một bóng người. Đây là đâu? Diệp Thần hơi kinh hãi, hắn muốn thử nghiệm thối lui ra cái này không gian nhưng phát hiện căn bản không có thể. Cấm chế thật là mạnh. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở trên trời vang lên, à. Vạn năm qua, rốt cuộc lại có người tới. Bất quá, lại có thể tới một cái hợp đạo cảnh. Chẳng lẽ cái này vạn năm, linh võ đại lục yếu thành tình cảnh này liền sao? Thật là buồn cười. Một giây kế tiếp, Diệp Thần chính là thấy trên bầu trời xuất hiện một cái ông già. Ông già thân mặc đạo bào, dưới người cưỡi một đầu hơi thở cường thịnh hết sức hung thú. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, lão kia người chính là rời đi hung thú, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, có chút nghi ngờ. Nói, lại còn nắm giữ thần ma luân hồi quyết, có chút ý tứ. Ngươi khí tức trên người, thậm chí có luân hồi ý, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch. Diệp Thần vốn lấy vì mình luân hồi huyết mạch có thể để cho đối phương thần phục, lại không nghĩ rằng, lão kia người lắc đầu một cái, thở dài nói, luân hồi huyết mạch đặt ở một cái rác dưới trên mình, thật không biết những tên kia đang làm cái gì. Nể tình ngươi là luân hồi huyết mạch phân thượng, ngươi đi thôi. Bất quá, muốn luyện hóa khối này luân hồi huyền bia, ngươi đừng có nằm mộng. Ngươi còn không xứng với khối này luân hồi huyền bia. Diệp Thần có chút nổi nóng, hắn tự nhiên không thể nào buông tha, càng không thể nào rời đi. Hắn bước ra một bước, ngay tức thì đem thần ma luân hồi quyết, đốt máu quyết, máu thần, huyết khí thập phương thuật, toàn bộ thi triển, tay cầm thú hủ kiếm, ngưng mắt nhìn đối diện ông già. Chẳng lẽ ngươi và người ngoại giới như vậy tục tằng? Chỉ xem tu vi. Nếu quả thật là như vậy, sợ rằng cái này luân hồi huyền bia cũng bất quá là rác dưới mà thôi.
Lời này vừa nói ra, lão kia người trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, nhưng là rất nhanh biến mất. Ông già cười một tiếng, đưa tay ra sờ một cái vậy đầu hung thú, nói, người có phải hay không rất lâu không ăn thịt người. Thằng nhóc này có luân hồi huyết mạch, ăn đối với người ngược lại không tệ, còn có thể hấp thu cái này luân hồi huyền bia thiên địa linh khí, thậm chí có thể hóa người nguyện ý không? Vậy hung thú trong mắt nóng như lửa, nhìn Diệp Thần giống như con mồi. Ông già vui vẻ cười to, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, nói, người nếu muốn luyện hóa khối này luân hồi huyền bia, ta cho người cái này cơ hội. Người nếu như có thể ở con súc sinh này trước sống sót, ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Một giây kế tiếp, hung thú hướng Diệp Thần vọt tới. Nó quanh thân khí thế cực mạnh, tới từ thượng cổ. Cũng may, hung thú thực lực không tính là quá cao, hẳn ở tinh khiếu cảnh sơ kỳ. Đối mặt hung thú, Diệp Thần, không có chút nào nương tay chỗ trống. Nếu không, hắn sẽ chết. Ngay tại lúc này, một đạo lười biếng thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai, thằng nhóc, làm một giao dịch như thế nào? Ta chỉ ngươi một kiếm, ngươi giúp ta tìm kiểu đồ như thế nào? Thanh âm đến từ vậy luân hồi mộ địa thần bí đại năng, cái hộp kiếm nam tử. Còn như cái hộp kiếm chàng trai thân phận, hắn đến nay không biết. Thứ gì? Một cái ta đã từng đeo cái hộp kiếm mà thôi. Được. Dứt lời, Diệp Thần liền cảm giác đầu óc bên trong tràn vào một đạo tin tức lưu. Chỉ có một kiếm. Tên là Trảm Thiên Nhất Kiếm. Cái hộp kiếm nam tử trầm giọng nói, dựa theo cái này hung thú tính cách, hẳn sẽ tận tình đùa bỡn ngươi, mà không phải là ban đầu, liền khiến cho dùng toàn lực, gửi ngươi vào chỗ chết, cái này, chính là ngươi thủ thắng cơ hội. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt thần quang lớn thả, bạo phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Nếu còn có cơ hội, hắn, liền nhất định biết làm đến. Thằng nhóc, nghe cho kỹ, ngươi muốn ở chiến đấu này bên trong, đem Trảm Thiên Nhất Kiếm luyện thành. Cái này, là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Cái này hung thú thật không đơn giản. Cái hộp kiếm nam tử nói xong, vậy rơi vào trầm mặc. Hắn biết, Diệp Thần thiên phú rất tốt, rất mạnh. Nhưng là, có thể hay không ở trong cuộc chiến đấu này, nắm giữ Trảm Thiên Nhất Kiếm. Cái hộp kiếm nam tử, vậy không thể xác định. Nếu như giống vậy võ học, cái hộp kiếm nam tử, đối với Diệp Thần ôm có lòng tin. Nhưng là, Trảm Thiên Nhất Kiếm, là giống vậy võ học sao? Không có ai, so kiếm hạp nam tử rõ ràng hơn, Trảm Thiên Nhất Kiếm uy lực, hắn có thể xác định, nếu như Diệp Thần thật tập được, nắm giữ, tuyệt đối có thể, vượt qua cảnh giới đem cái này tinh khiếu thượng cổ hung thú chém chết. Nhưng là, cũng không có ai. So kiếm hạp nam tử rõ ràng hơn, Trảm Thiên Nhất Kiếm có bao nhiêu khó khăn. Trảm Thiên Nhất Kiếm, là hắn cái hộp kiếm ở giữa một kiếm. Mặc dù là yếu nhất, nhưng là hắn học tập đạo thứ nhất kiếm quyết. Học tập cái này kiếm quyết, hắn xài dòng dã một ngày. Mà Diệp Thần giờ phút này lại có nhiều ít thời gian. Nếu như Diệp Thần có thể nhanh chóng học biết, hắn ngược lại là sẽ cân nhắc thu Diệp Thần làm đồ đệ. Nhưng là... Muốn cho Diệp Thần ở một tràng đối mặt vượt xa mình lực lượng cường địch, nắm giữ loại tầng thứ này thần thông. Khó khăn vô thượng thanh thiên. Lúc này, hung thú nhìn Diệp Thần, ngược lại không có lập tức phát động công kích, mà là ánh mắt híp một cái, cười lạnh nói, trên mình ngươi luân hồi huyết mạch, nhất định ăn thật ngon đi. Nó vừa nói, đột nhiên vung lên móng trước, một phiến đậm đà hung sát khí, gào thét ra. Ngay tức thì bao phủ mình cùng Diệp Thần chỗ ở khu vực. Cường đại giới vực lực, tràn ngập ở vô cùng sát khí bên trong. Cái này giới vực lực, so với Lâm Tuyệt Long các người, mạnh được quá nhiều quá nhiều. Diệp Thần, thậm chí có thể cảm giác đến, hung thú ở nơi này một phiến giới vực bên trong, chính là thần. Chính là mang theo vô tận uy nghiêm thần. Nếu như, tương đối thấp chờ giới vực lực, Diệp Thần còn có thể lấy lực phá pháp. Dựa vào tuyệt cường uy thế, đem giới vực cũng hoàn toàn mất đi. Nhưng là, đối mặt hung thú giới vực lực, Diệp Thần biết, đây không phải là bằng vào lực lượng, có thể đột phá được. Hung thú thanh âm, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, hướng về phía Diệp Thần nói, con kiến hôi, bây giờ là hay không cảm giác được sợ hãi. Luân hồi huyền bia là thánh vật, không phải một mình ngươi hợp đạo cảnh có thể luyện hóa. Nó có tự tin. Dựa vào mình đã đăng phong tạo cực giới vực lực,
hoàn toàn có thể đem Diệp Thần áp đảo. Nó sở dĩ không có tùy tiện ra tay, chỉ là lo lắng không cẩn thận, quá nhanh đem Diệp Thần giết chết mà thôi. Diệp Thần trầm mặc, ở nơi này hung thú tra hỏi dưới, lại trầm mặc. Ở nơi này giới vực bên trong, hung thú lời nói, liền liền phản bác, cũng vô cùng là khó khăn. Muốn phải phản bác hung thú, liền tựa như, muốn cùng cả thế giới là địch vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.